chào quý nhà đầu tư, rất vui được gặp lại quý nhà đầu tư trong chương trình VNSight chúng tôi, chương trình phân tích chuyên sâu về các kênh đầu tư và tài sản đầu tư cùng với các chuyên gia của VN Direct. Có một điều đặc biệt đó là ngày hôm nay là ngày Tết thiếu nhi, chính vì vậy mà chúng tôi có một món quà dành tặng đến cho các bé và các bậc phụ huynh để có thêm những cái kiến thức để giúp cho con em mình vững bước trong cuộc sống tương lai. Đó là về chủ đề dạy con về quản lý tài chính cá nhân. Trước tiên thì khi đi vào chương trình thì tôi xin phép được giới thiệu các chuyên gia ngày hôm nay. Trong các chuyên gia ngày hôm nay có một sự đặc biệt, đó là có sự góp mặt của tiến sĩ Đinh Thị Thanh Vân. Chị là phó chủ nhiệm của khoa Tài chính Ngân hàng của Trường Đại học Kinh tế Đại học Quốc gia Hà Nội và cũng là người sáng lập nên Hiệp hội Tài chính Cá nhân Việt Nam. Và kèm theo đó là ba chuyên gia của chúng ta rất là quen mặt, đó là anh Nguyễn Tuấn Anh, Director của Asset Management. Thứ hai đấy là anh Phạm Thiên Quang, Director của DeWell. Và thứ ba là chị Nguyễn Ngọc Linh, đến từ phòng DeWell. Và moderator ngày hôm nay là tôi, Lương Duyên. Trước khi vào chương trình ngày hôm nay thì chúng ta sẽ nói về chủ đề, thì tôi sẽ nói qua một chút về các vấn đề trong tài chính cá nhân. Về tài chính cá nhân thì có lẽ là một cái phần rất là quan trọng và không thể thiếu trong cuộc sống của chúng ta. Nó bao gồm về thu nhập, về chi tiêu, về nợ hay là về những khoản thu nhập trong cuộc sống. Và trước đây thì có lẽ là các bậc phụ huynh đã mắc rất là nhiều sai lầm trong tài chính, là do điều kiện của họ, điều kiện không tốt, không được tiếp xúc với tài chính cá nhân được từ sớm. Chính vì vậy mà sai lầm của họ đó là họ không có mục tiêu trong tài chính cá nhân, không có quỹ phòng hộ, không có quỹ hưu trí, sử dụng tiền một cách không hợp lý. Và cũng chính vì vậy mà với cái cuộc sống hiện nay thì xã hội thì rất là phát triển và họ rất là mong muốn có nhu cầu để có thể giáo dục cho con em mình một cách sớm nhất để có thể tự tin vững bước trên cuộc sống. Thì trước tiên thì chúng ta nên hiểu một chút về giáo dục tài chính là gì. Thì cái này xin mời chị Vân có thể chia sẻ với mọi người để mọi người có thể được biết ạ. Xin chào tất cả các nhà đầu tư cũng như là các độc giả của cái chương trình ngày hôm nay. Trước tiên là xin rất cảm ơn công ty VN Direct đã có lời mời tôi tham dự cái buổi trao đổi ngày hôm nay. Thì hy vọng là qua những cái kinh nghiệm về giáo dục tài chính của mình thì tôi cũng chia sẻ được một chút thông tin thêm để tất cả mọi người cũng có thể có thêm một cái góc nhìn về giáo dục tài chính. Xin giới thiệu là trước hết muốn hiểu là tại sao mình cần phải có cái chương trình giáo dục tài chính ở trong nhà trường cho các em học sinh thì mình phải nhìn vào thực trạng cái hiểu biết tài chính của người Việt Nam của chúng ta hiện nay. Thế thì theo một số cái nghiên cứu mà đã chỉ ra ấy, thì cái mức độ hiểu biết tài chính toàn cầu của Việt Nam theo cái khảo sát của Global Finance Survey của S&P năm 2015 thì chỉ có 24% cái người trưởng thành tại Việt Nam có hiểu biết về tài chính mà thôi. Hay là khảo sát của Ngân hàng Nhà nước năm 2015 thì chỉ có 51% người dân nghe về cụm từ cho vay khách hàng cá nhân. Có nghĩa là những khái niệm này nó rất là mới đối với tất cả rất nhiều người. Ngoài ra thì có một cái khảo sát của Am hiểu tài chính do Mastercard tiến hành thì cũng cho thấy là những người trẻ ở Việt có hạn chế rất là lớn về kỹ năng quản lý tiền cơ bản, có 52 điểm trên 100, hay là kỹ năng quản lý đầu tư tài chính là rất là kém, chỉ được 51 điểm trên 100. Ở đây thì cho thấy Việt Nam đứng thứ 14 trên 16 trong khu vực châu Á. Như vậy là một cái con số rất là thấp. Ngoài ra thì các cái số liệu khác mới hơn gần đây như là AC Nielsen Việt Nam năm 2017 cũng cho thấy là cái người có cái mức thu nhập của người tiêu dùng trẻ hiện nay ấy, thì có xu hướng chi tiêu nhiều hơn so với ông bà bố mẹ chúng ta khoảng 19-35%. Như vậy là cùng một cái mức thu nhập nhưng mà giới trẻ chi tiêu nhiều hơn. Hay là khảo sát học sinh sinh viên từ 13 đến 18 tuổi năm 2012-2015 của Ngân hàng Nhà nước thì cho thấy là chỉ có 17,2 các học sinh phổ thông là biết tiết kiệm một cái phần thu nhập của mình, sinh hoạt phí của mình. 8,8% là tiêu hết tiền và số còn lại thì không phải biết làm gì, không biết làm gì với tiền của mình. Như vậy là cái trình độ của học sinh với cả sinh viên, học sinh phổ thông của chúng ta về quản lý tài chính, quản lý tiền là đang còn rất là thấp.
Ngoài ra thì cái nhóm nghiên cứu của mạng lưới tài chính cá nhân Việt Nam chúng tôi thì cũng đã đi nghiên cứu và cũng đã đo lường cái hiểu biết tài chính của khá nhiều sinh viên Việt Nam, thì cho thấy là cái điểm hiểu biết tài chính nó chỉ ở mức trung bình và thấp mà thôi. Thế thì từ đấy thì chúng ta có thể nhận thấy được một cái điều là gì, là cái trình độ hiểu biết tài chính thực sự của giới trẻ cũng như là của người dân nói chung đang rất thấp. Thế thì câu trả hỏi đặt ra ở đây là gì? Thế thì chúng ta cần phải giáo dục tài chính, cần phải nâng cao cái hiểu biết tài chính này cho cả xã hội chúng ta lên. Và chính vì vậy cái câu hỏi mà cái điều mà chúng ta đang quan tâm ở đây là giáo dục tài chính là phải được quan tâm. Và nó là cái gì? Trước khi mà thảo luận giáo dục tài chính như thế nào, chúng ta phải hiểu nó là cái gì đã. Thì theo tổ chức OECD có một cái định nghĩa về giáo dục tài chính, thì nó chính là một quá trình trong đó cá nhân, doanh nghiệp, nhà đầu tư tăng cường hiểu biết của mình về các khái niệm và sản phẩm tài chính thông qua việc tiếp cận những cái thông tin, những cái hướng dẫn hoặc tư vấn để phát triển các kỹ năng nhận thức rõ hơn rủi ro và cơ hội tài chính, để có thể có được một cái kiến thức cũng như là kỹ năng để cải thiện cái tình hình tài chính của mình tốt hơn. Và cái giáo dục tài chính này nó rất là quan trọng đối với cả xã hội, cả ở cá nhân nói riêng cũng như là cả xã hội nói chung. Đối với cá nhân, nếu như chúng ta có một cái trình độ hiểu biết tài chính nhất định ý, thì chúng ta sẽ có được cái hiểu biết về sản phẩm tài chính, có phân loại được cái cơ hội cũng như rủi ro, cải thiện được cái năng lực ra quyết định và tăng cường phúc lợi gia đình, bảo vệ được chính bản thân mình trước cái xã hội như cái công nghệ hay là sản phẩm tài chính ngày càng phức tạp hiện nay. Cái thứ hai là đối với xã hội thì yếu tố then chốt để mà thúc đẩy được cái phổ cập tài chính cũng như là tài chính toàn diện ở Việt Nam đấy chính là tăng cường cái hiểu biết tài chính của người dân và phát triển được cái thị trường tài chính, tăng trưởng kinh tế cũng như xóa đói giảm nghèo, giảm bất bình đẳng trong xã hội. Thì đây là cái lý do tại sao mà giáo dục tài chính có vai trò rất quan trọng, và chính vì vậy này, ngày hôm nay chúng ta sẽ ngồi lại đây cùng với nhau để có thể bàn luận về cái vấn đề giáo dục tài chính cho học sinh phổ thông, cho các bé như thế nào để là phù hợp nhất. Và xin mời Phương Diên tiếp tục chương trình. Thì đó là chị Vân vừa có giới thiệu qua một chút về cái giáo dục tài chính trong cuộc sống hiện nay. Vậy thì các chuyên gia hãy cùng bàn luận với nhau về vấn đề tài chính cá nhân cho con trẻ bây giờ. Thì tại sao nó lại là cái vấn đề rất là quan trọng và khiến cho các bậc phụ huynh phải quan tâm? Thì xin mời các chuyên gia. Xin mời anh Tuấn Anh. May quá thì có chị vừa nêu ra các cái số liệu rồi. Thì cũng là thực ra là với con trẻ thì bây giờ mình lại nhìn từ cái góc nhìn của các cái nước phát triển rồi đi. Thì sẽ thấy rằng là cái nội dung đào tạo về tài chính cá nhân cho trẻ em thì ở các nước, ví dụ như Mỹ chẳng hạn, như curriculum, cái quyển sách hoặc là chương trình giáo dục đào tạo đã được không phải chỉ là sách mà là đưa vào học đường ấy, từ lớp 1. Hoặc là những cái chương trình đơn giản quay trở về trong nước đi. Ví dụ như là bác đệ có thống kê nhắc đến cái tiết kiệm thì làm cho mình nhớ đến ngay là cái thời nhỏ ấy, ở Việt Nam mình có một cái văn hóa rất là tốt, đó là văn hóa kiểu như là đút lợn. Thì cái thời đó thì là cái việc mà tiết kiệm gần như là đi qua nhà nào thấy nhà nào tiết kiệm mà. Đến bây giờ thì mình không còn nhìn đấy nữa. Thì cái việc đó nó không chỉ dừng lại ở cái câu chuyện đó là 500 đồng, 1.000 đồng hoặc là vài nghìn đồng hoặc là vài trăm nghìn nếu bạn tiết kiệm được, mà nó liên quan đến chuyện đó là một cái thói quen. Thì dần dần thì cái rủi ro của chúng ta là khi mà cả một cái thế hệ thì mất đi một cái thói quen tốt như thế thì sau này thì không biết là lớn lên ấy thì không có một cái nền tảng thói quen đó thì các bạn sẽ như thế nào. Thì hôm nay là ngày 1 tháng 6 thì chủ đề về tài chính cho con thì cũng là người mà rất là tâm huyết cái việc mà làm việc với trẻ con ấy. Thì với cái thời gian mà làm trực tiếp với các cái ở các độ tuổi khác nhau ấy thì mình thấy là đối với trẻ con thì đôi khi thì là mở cho trẻ con ở cái đoạn đầu thì rất là khó, nhưng mà nếu mà các cháu mà đã có được cái ý thức đó từ nhỏ ấy, thì cái thói quen đó còn tốt hơn cả phụ huynh luôn á. Bởi vì là với trẻ con thì cái thông lượng thông tin của trẻ con nó ít hơn, nếu mà có những cái trò chơi, có những cái thứ mà ăn sâu vào cái thói quen sớm ấy, thì sẽ giúp cho cả cái một cái chặng đường đời sau này nó thay đổi rất là nhiều.
thì đấy là cái ý nghĩa, tức là nhưng mà trên mặt thực tiễn là khi mà tiếp cận với trẻ con sẽ là không biết mọi người thấy thế nào chứ mình thấy là nó sẽ dễ hơn so với người lớn, và thứ hai là hiệu quả hơn so với người lớn, bởi vì trẻ con còn thời gian rất là dài, trong khi người lớn thì đến lúc mà nhận ra được điều này là các lúc các bạn khoảng tầm 30-40 tuổi rồi, thì trải qua rất nhiều sóng gió rồi, tôi quay lại nhận thấy là những cái việc thật sự là đơn giản thì lại không làm. Thì đấy là hai cái ý nghĩa tại sao mà cá nhân mình thấy rằng là nên áp dụng cho trẻ con từ sớm. Còn các chuyên gia khác thì sao? Thì may quá có cái buổi ngày hôm nay thì em cũng xin chia sẻ là có một cái vấn đề về từ trước đến giờ là mình có một cái suy nghĩ hay là một cái chi thức nó sai lầm mà mới phát hiện và khám phá ra gần đây là cái đấy là nó không đúng. Em nghĩ là chắc là cái này cũng sẽ là cái câu chuyện mà nhiều gia đình cũng như là nhiều bà mẹ cũng sẽ có cái tư duy và cái tri giác mà sẽ giống em. Đấy là nó cái tức là khi mà mình ngồi nói chuyện với nhau giữa các bà mẹ với nhau trong gia đình ấy thì thường thường mình hay có cái xu hướng là mình nói chuyện về con, tâm sự về con, nó khoe con. Thì một trong những cái câu chuyện phổ biến là mọi người hay rất vui và tự hào bởi vì là con mình không biết tiêu tiền, hay là cái câu thường xuyên sẽ là con chị mười mấy tuổi rồi mà cũng chả cần tiền hay là không biết tiền là gì. Là đưa tiền cho thì cũng không biết phải làm gì, hay là cũng không biết cần phải mua gì, hay là phải xử lý cái tiền ở trong tay của mình ra làm sao. Và các ông bố bà mẹ hiện tại là thấy đấy là cái niềm tự hào, bởi vì nó có đâu đó thì nó xuất phát từ một cái quan niệm như là trẻ con thì cần biết gì về tiền, hay lại là một cái quan niệm cố hữu hơn đó là tiền là cái nguồn gốc của một cái sự gì đấy nó không tốt. Thì vô hình chung là các ông bố bà mẹ lại nghĩ rằng là mình nên là cổ xí hay là cổ vũ cho con cái việc là mình còn bé thì mình không nên có tri thức về tiền, mình không cần biết tiêu tiền là gì, mình không cần để tâm những cái vấn đề đấy. Thì sau khi mà tìm hiểu về tài chính cá nhân và cũng có tham khảo những cái dân tộc như là dân tộc Do Thái hay là những cái câu chuyện về những cái nước phát triển về tài chính cá nhân cho trẻ em ấy, thì mình mới phát hiện ra là đấy là một cái tư duy sai lầm của mình. Mà đến bây giờ thì mình mới có rất là nhiều những cái luận điểm hay là những cái bằng chứng để mà mình có thể phản bác lại được rằng là trẻ con thì cần phải được biết về tiền càng sớm càng tốt. Tại sao lại như thế? Bởi vì là nếu như mà mình không trang bị cho con về cái nhận biết hay là những cái tri giác đúng hay là những cái tri thức đúng về tiền ấy, thì mình sẽ bị kẹt ở trong cái suy nghĩ là tiền nó không phải là nguồn gốc của những cái gì đó tốt. Khi mà trẻ con tiếp cận đến thì nếu như mà chúng ta tự áp đặt cái tư duy cũ hay là cái lối tư duy phổ biến đấy đối với trẻ em ở trong thế hệ của chúng ta, là nhất là khi bây giờ cái xu hướng toàn cầu hóa và trẻ em của chúng ta là được tiếp xúc với rất là nhiều những cái nguồn thông tin, hay là nhìn cái bạn ở những cái nước phương Tây hay những nước phát triển ấy, thì các em sẽ có những cái so sánh suy nghĩ và mình sẽ cảm thấy rằng là có một cái gì đấy nó không đúng ở cái đất nước của mình hay là ở cái sự giáo dục của bố mẹ so với lại những cái bạn ở trong nước phương Tây. Thì rất là vui là hôm nay có cái buổi ở đây là em được chia sẻ được cái phát hiện đấy của mình. Chắc là chị Vân sẽ là chuyên gia để có thể giải đáp được cái câu hỏi này. Thực ra thì những cái nghiên cứu cũng như là rất là nhiều nước trên thế giới họ cũng đang gặp vấn đề về cái vấn đề về giáo dục tài chính cho trẻ. Bởi vì trên thực tế thì hiện nay ở trên thị trường tài chính thì các sản phẩm tài chính nó phát triển hơn rất là nhiều. Và hơn nữa là trẻ em thì được tiếp xúc với tiền từ rất sớm. Cái thời của chúng ta thì chắc là để có được một ít tiền thì cũng rất là khó, đúng không? Bố mẹ thỉnh thoảng cho tiền, nhưng bây giờ hầu như con chúng ta đã phải tiếp xúc với tiền từ rất sớm rồi. Hơn nữa là ngay cả cái câu chuyện là nếu mà thói quen của mỗi người thì rất là khó để có thể thay đổi khi mà lớn lên rồi. Cho nên là cái việc mà chúng ta hình thành cái thói quen hay cái tính cách hay là cái hành vi về tài chính nó được hình thành từ rất sớm. Ông Warren Buffett ông cũng có nói là gần như là 80% tất cả những cái hành vi của chúng ta về tiền ấy nó đã bắt đầu hình thành từ lúc 3 tuổi rồi. Thế cho nên là chị nghĩ rằng là cái việc mà giáo dục tài chính cho trẻ nó là một cái việc rất là quan trọng và cần thiết. Và trên thực tế không phải là mình không biết đâu, mà bản thân ở Việt Nam của chúng ta thì chính phủ đã đưa ra cái chiến lược giáo dục tài chính toàn diện, gọi là cái chiến lược tài chính toàn diện vào đầu năm nay. Và trong cái chiến lược tài chính toàn diện quốc gia này ấy,
thì có một cái trụ cột rất quan trọng là trụ cột về giáo dục tài chính. Và trên thực tế thì cái mục tiêu cái giáo dục tài chính cho học sinh phổ thông để đưa học sinh phổ thông có thể có được những cái mảng, thứ nhất là mảng về kiến thức, phải có những cái kiến thức về tài chính toàn diện hơn, sớm hơn. Cái thứ hai là phải có cái thái độ nó đúng đắn về tiền, cái thái độ mà để có thể hiểu được cái giá trị của đồng tiền cũng như là biết cách sử dụng đồng tiền như thế nào cho nó hợp lý. Và cái thứ ba cũng rất quan trọng đấy là cái hành vi, phải có những cái hành vi đúng đắn để giải quyết và đưa ra được những cái quyết định tài chính đúng đắn trong tương lai. Và chính vì vậy cho nên là cái chương trình giáo dục phổ thông mới các em mà nghe ở trên kênh TV thì rất là nhiều những cái chương trình giáo dục phổ thông mới hiện nay đang soạn sách giáo khoa đấy, thì Bộ Giáo dục của chúng ta cũng đã đưa vào một cái cấu phần là giáo dục tài chính trong một số môn học rồi. Tất nhiên là mình chưa được một môn học hoàn toàn độc lập, nhưng nó đã được đưa vào trong cái cấu phần của chương trình giáo dục phổ thông mới năm 2018 đã được ban hành. Và ở trong chương trình giáo dục này ấy, thì có một số môn học, ví dụ như môn giáo dục công dân. Trong môn giáo dục công dân thì sẽ có cái bài học là giá trị của đồng tiền như thế nào. Đấy chính là giáo dục tài chính về thái độ của học sinh đối với tiền. Hay là ví dụ môn hoạt động trải nghiệm hả? Trải nghiệm đi ra ngân hàng một ngày hay đi ra shopping một buổi để biết chi tiêu tiền. Đấy là những hoạt động trải nghiệm mà Bộ Giáo dục đang có cái định hướng đưa vào kết hợp với các cái môn học, hay cả môn toán chẳng hạn. Môn toán là một cái môn học mà thực ra nếu chúng ta chỉ học toán những cái khái niệm công thức nó rất là buồn chán, nhưng nếu chúng ta học những cái bài toán nó liên quan đến tiền, nó liên quan đến giải quyết những cái thực sự trong thực tế, những cái vấn đề trong thực tế liên quan đến toán và tiền thì nó sẽ rất là hiệu quả. Và đấy chính là những cái mà nhà nước của chúng ta cũng đang thực hiện, chứ không phải là chúng ta chưa có đâu. Cho nên là yên tâm là bắt đầu năm 2020 là bộ sách lớp 1 đã bắt đầu có rồi, xong lớp 2, lớp 3 sau những năm tiếp theo là sẽ có. Nên cái này cũng là cái mà chúng ta đang đi đúng hướng nếu như chúng ta định phát triển hơn cái mảng giáo dục tài chính cho nhà đầu tư hay là cho các đối tượng khác. Vậy là qua những anh chị chia sẻ thì thấy là vấn đề tài chính cá nhân đã dần được nhà nước ta đã đưa vào cái quá trình để cho các con em chúng ta có thể tiếp xúc sống một cách sớm nhất. Vậy thì đó là cũng có thể là giúp cho các bậc phụ huynh có thể hiểu được là tại sao chúng ta phải đưa con em chúng ta đến với tiếp cận với cái kế hoạch tài chính hay là tài chính cá nhân một cách sớm nhất để các em có thể biết được. Vậy thì các vấn đề trong tài chính cá nhân của các em là gì và thực trạng hiện nay thì các bậc phụ huynh đang mắc phải những sai lầm gì? Chắc là mời các chuyên gia trước. Tại vì như chúng ta thấy là các bậc phụ huynh thì cũng chưa có là đưa cái vấn đề tài chính này vào cho các em, cho các con em, hay là có đưa vào nhưng mà chưa biết cách đưa một cách đúng đắn để các em có thể hiểu rõ, hiểu có thể về cái tiền. Thì xin mời các chuyên gia. Quang nói. Không, anh Quang. Gần đây khi mà mình làm việc với một số khách hàng người lớn ấy, đúng không? Từ bây giờ ta nhìn, tại vì những đứa trẻ con thì theo thời gian nó sẽ thành người lớn, thì mình thấy là người lớn có một cái thực tế là chúng ta gặp khó khăn về tài chính. Gần đây mình gặp mấy anh chị đến ở cái đồng độ tuổi người ta gọi là midlife crisis, sau khi đi làm độ khoảng tầm chục năm. Hơn chục năm gì đó, thế là người ta gọi là thập kỷ mất mát, đúng nghĩa. Bởi vì tức là họ chẳng may họ chọn một cái lĩnh vực họ không thực sự thích nữa, không có enjoy nữa. Thế thì đến lúc đó họ định đổi một cái công việc khác để mà mình tìm thấy cái niềm vui trong công việc hơn, ý nghĩa cuộc sống hơn. Thế thì họ lại gặp một vấn đề là tài chính, họ lại không sẵn sàng cho cái việc đó. Thế là khi mình nói chuyện với họ, mình cảm giác họ rất là thiếu tự tin và có một cái nỗi sợ trong đầu. Thì khi mà quay lại câu hỏi là tại sao lại như vậy, trong khi là nếu mà mình nhìn bố mẹ của chúng ta, thế hệ bố mẹ chúng ta, đúng không, rõ ràng là ngày xưa kinh tế đâu có tốt như bây giờ đó, nhưng mà bố mẹ chúng ta rất biết cách là thu vén như nào để mà con cái còn học hành ngon lành, nhà cửa xây đàng hoàng, sau này các nhà cho con. Không hiểu sao các cái gia đình của thế hệ chúng ta lại struggle với tài chính như vậy, đúng không ạ? Thế thì khi phân tích kỹ vô thì rõ ràng là ngày xưa tức là mình hay nhìn một số cái tam giác ở bên trong, đúng không ạ? Con người mình có trí tuệ, có nghị lực này, và cái sự yêu thương là cái ở bên trong, và ngoài ra là cái môi trường bên ngoài. Thế thì bố mẹ chúng ta ngày xưa là
là họ lại được rèn luyện cái đó. Nếu mà bạn tư duy kỹ sẽ thấy nhé, họ rất là chịu khó học những cái tấm gương, đúng không? Từ thoát ra từ chiến tranh chính là nghị lực, anh hùng này kia các loại. Mà môi trường lại không có nhiều cám dỗ, môi trường ai cũng ok như nhau hết, chủ nghĩa tiêu dùng chưa có bị đẩy lên quá mạnh. Tại vì thế hệ chúng ta là thế hệ mà cái tam giác ở bên trong, tức là những cái yếu tố cốt lõi về trí tuệ, nghị lực thì chúng ta lại kém hơn xa bố mẹ mình, và môi trường bên ngoài thì lại thách thức hơn. Bây giờ chi phí đội lên cao rất là nhiều, chủ nghĩa tiêu dùng rất nhiều thứ, chính vì thế mà nó giải thích tại sao sự khó khăn, struggle của rất là nhiều gia đình người lớn, mà người lớn là chính là trẻ con, đúng không? Bây giờ bắt lại câu chuyện là các bạn trẻ, các bé thiếu nhi ở tầm độ tuổi từ nhỏ lớn, tóm lại là chưa ra đời được đã, thế thì chắc chắn là do cái cách mình người ta gọi là gì nhỉ, gieo hành vi thì gặt thói quen, đúng không? Gieo thói quen thì gặt tính cách, và gieo tính cách thì gặt số phận. Như vậy là chắc chắn là những cái vấn đề xung quanh đó, những, nó có cái sai lầm gì đó rồi trong cái kiến thức dẫn đến hành vi của những đứa trẻ từ bé, nó bị hung đúc theo một cái kiểu, ví dụ như nó thích, nó thấy bố mẹ đó, tiêu dùng nhiều quá nó cũng lại tiêu đó. Dần dần nó thành cái thói quen như thế, mà trong khi lại kiến thức về tài chính thì rất là không may là trong hệ thống giáo dục chúng ta trong suốt bao nhiêu năm qua chúng ta không hề chú ý được, không hỗ trợ cho những đứa trẻ từ nhỏ lớn nó được dạy cái thứ đó, đúng không? Và như đã nói là thói quen nó phải suốt một cái quá trình dài, chứ nó không thể nào mà một ngày một ngày hai nó bị như vậy hết, đúng không? Thế thì quay lại câu chuyện là cái sai lầm đó chắc nó nằm ở chỗ là cái thói quen, chúng ta không có thói quen tích lũy kiến thức về tài chính đó. Chúng ta tiêu dùng quá nhiều so với khả năng mình thu, mình cũng không có ý thức là phải đầu tư để tăng trưởng như nào, vân vân, các loại tài sản như vậy, không có một cái hạch tài chính để mà hướng đến mục tiêu như nào, tất cả những thứ đó nó dẫn đến cái thực tế là sai lầm xung quanh câu chuyện. Chị thấy có thêm một cái nữa là cái sai lầm lớn nhất của các bố mẹ. Thực ra chị vẫn nghĩ là cái thế hệ cũ bố mẹ mình cũng có những cái sai lầm nhất định. Ví dụ như là bố mẹ thường nghĩ rằng là sẽ phải bao bọc cho con, luôn luôn nghĩ rằng là sẽ không đáp ứng ngay nhu cầu của con, và không có cái thói quen là lo lắng cho chính cái tương lai hưu trí của mình. Cái thời bố mẹ mình là như thế, bởi vì là đến thời chúng ta cũng có rất nhiều người cũng bị như đó, cho nên nhiều khi mình lại hy sinh hết, rất nhiều gia đình là bán hết cả nhà cửa cho con đi du học nước ngoài cả. Hay là có những cái sai lầm mà nhiều bố mẹ nghĩ rằng là cứ đáp ứng con ngay lập tức thì cái thói quen của con sau này khi mà không có tiền thì con cũng ngay lập tức là con cũng nghĩ là điều gì cũng sẽ có, mà không dạy cho con cái cách làm thế nào để có được tiền đấy, hay là dạy cho con giá trị của đồng tiền nó là cái gì, chứ không phải là cứ có một cái là phải bố mẹ phải đáp ứng ngay. Thì chị nghĩ là cũng rất nhiều bố mẹ cũng vẫn đang bị cái tình trạng như thế. Và chính vì vậy cho nên như cái thế hệ của bọn chị cũng là cái thế hệ mà ảnh hưởng của bố mẹ mình, không hề biết đi làm sớm đâu, không hề biết kiếm tiền sớm đâu, mà luôn luôn nghĩ rằng bố mẹ sẽ cho mình, đúng không? Thì đấy là một số bố mẹ có sai lầm đấy, chứ còn chị nghĩ là cũng không phải là tất cả bố mẹ đều như thế. Nhưng mà cái đấy cũng là cái nhìn thấy rất là rõ cho cái xã hội châu Á của mình, về Việt Nam của mình. Gần đây thì mình có đọc một cái quyển chia sẻ với các bạn khi nào có thời gian đọc quyển đấy, tức là chữa lành đứa trẻ ở bên trong bạn. Thì ở đâu đấy thì nó cũng một cái luận điểm nêu ra là bên trong mỗi cái người lớn ấy thì vẫn còn một đứa trẻ con mà nó chưa được fulfill, chưa được đáp ứng. Thì đâu đó cũng có thể là đấy là một cái lời excuse, một lời giải thích cho cái câu chuyện của Quang đó. Thế là có thể là cái thế hệ mà tiêu dùng quá nhiều ấy, thực ra nó sinh ra từ cái thế hệ, từ cái hồi trẻ, từ hồi bé là chúng ta không được bố mẹ cho ăn kẹo chẳng hạn như thế. Thế là chúng ta sống đến một cái tuổi mà chúng ta tưởng là chúng ta trưởng thành, thực ra chúng ta chưa trưởng thành tí nào cả. Cái đứa trẻ nó vẫn còn bên trong và nó đòi hỏi là ước mơ hồi bé rằng là mình tự có tiền rồi, mình không phải xin ai cả, và mình tự được đáp ứng cái của mình. Và do đó thì nó gặp một cái trở lực là khi mà người đó ở một độ tuổi tự kiếm tiền được và bắt đầu thỏa mãn những cái xưa mình không được, đúng rồi, những cái thứ mà ký ức hồi bé mà mình bị trở lực về hồi đó, vì hồi đó thật sự là hồi đó là quá khó khăn đi, không thể nào mà cứ muốn là có
Thì đến lúc đó thì chúng ta gặp một cái cycle đấy về mặt thời gian nữa. Đây là chính là thời điểm của các thế hệ như kiểu gọi là 6x, 7x, 8x đi, là bắt đầu có một cái nó đủ hơn và gặp một cái sự lực đấy. Nhưng mà cái nếu mà dừng lại ở cái thế hệ này thì nó không vấn đề gì cả. Cái điều tai hại ấy là chỗ là cái thế hệ này lại tiếp tục lại là bố mẹ của thế hệ tiếp theo. Thì đứa trẻ con khi mà ở cái tuổi này mà nó nhìn thấy bố mẹ nó có thể đau ngay, tức là thiếu một cái gì đấy, ví dụ như là vỡ cái điện thoại mà vỡ cái gương, vỡ cái mặt cái là thôi thay điện thoại khác. Thì đứa trẻ con nó nhìn thấy nó thấy thì why wait, là sao phải đợi làm gì, cứ làm luôn thôi, ra ngoài cửa hàng có sẵn luôn. Nhưng mà cũng chẳng phải ra cửa hàng bây giờ thì là có Now rồi, ấn một phát có tận nhà luôn. Thế bây giờ là đang cổ suý cho câu chuyện rằng là không chờ đợi bất cứ một gì cả, instantly là ngay lập tức của chúng ta sẽ được đáp ứng ngay lập tức. Thì chị, ở đâu đó thì có thể đứa trẻ con ở đó bên trong. cái mà có một cái nghiên cứu rất là nghiêm túc của trường đại học Stanford chỉ ra hẳn hoi ấy, là những cái đứa trẻ mà không biết chờ đợi ấy, như em nói là luôn luôn được đáp ứng ngay ấy, là sau này sẽ rất là khó có khả năng biết tiết kiệm, cũng như là thường là sẽ không thành công về mặt tài chính nhiều như những đứa trẻ khác. Thì họ cũng có một cái nghiên cứu mà chỉ ra rất là dài, là những tức là không được hình thành cái thói quen đấy, không biết chờ đợi, không biết tiết kiệm, không biết thực hiện những cái hành vi mà quản lý về tài chính tốt ngay từ đầu, thì sau này cũng sẽ gặp phải những cái vấn đề nhất định. Đúng như em nói là những đứa trẻ mà chưa được học theo. Và cũng giống như là các anh chị có chia sẻ thì trẻ con giống như một trang giấy trắng ấy, thì khi mà chúng sinh ra thì chúng sẽ học hỏi một cách tốt nhất, và nhìn vào cách chi tiêu của bố mẹ thì chúng cũng có thể học hỏi từ đó. Và như anh Quang có muốn nói một cái câu là tức là ngày xưa thì rất là khó khăn, nên là bố mẹ của chúng ta thì có thể là chi tiêu một cách hợp lý, và mặc dù tiền rất ít nhưng mà có thể là xây nhà hay là cho các con ăn học đầy đủ, nhưng mà đến bây giờ thì bố mẹ chi tiêu bao nhiêu thì vẫn thấy thiếu. Thì đó cũng chắc là cũng có một phần nào đó là do về mặt xã hội nữa. Và có thể thấy là vấn đề tài chính là rất là quan trọng để mình có thể là dạy cho các em nhỏ, và các bố mẹ cũng nhận ra được rồi. Vậy thì có những cái cách nào để tức là rất là sai rồi, vậy thì có cách nào để bố mẹ có thể dạy cho con em mình một cách đúng đắn nhất và tiếp cận về vấn đề tài chính một cách đúng đắn nhất ạ? Em có tìm hiểu thì có thể là tất cả mọi người đều biết đến tỷ phú Warren Buffett. Thì ông cũng tiếp cận đến vấn đề tài chính từ rất sớm, từ năm 6 tuổi thì ông đã kiếm tiền, đã biết cách kiếm tiền bằng cách là bán kẹo cho các bạn cùng lớp. Và có một dân tộc nữa rất là nổi tiếng về cách dạy con, đó là dân tộc người Do Thái. Thì họ có cái quy tắc dạy con đó là tiết kiệm là 5 cái lọ. Có một cái câu chuyện rất là hay, đấy là trong một gia đình thì có họ cho tiền cho người con trai đó trong vòng một tháng là 10 đô, và họ dạy cho con họ là tiết kiệm vào 5 cái lọ để phân chia tiền ra. Thì 5 cái lọ đấy thì có ghi tên là lọ từ thiện này, lọ tiết kiệm, lọ đóng thuế, lọ đầu tư và lọ chi tiêu. Phân bổ tiền ra theo hàng tháng như thế để con họ sẽ tự nhận diện được là đến cái tháng đó khoản tiền nào tiêu như thế nào thì họ sẽ biết. Vậy thì các anh chị cũng tất cả đây đều có con rồi, thì có thể chia sẻ về cách dạy con hay để cách con có thể tiếp cận đến vấn đề tài chính không ạ? Xin mời chị Linh. Thì mình may mắn là mình cũng có con để dạy về vấn đề tài chính, và cũng rất là hứng thú với việc là cùng các anh nhỏ khám phá những cái câu chuyện hay là những cái tri thức về tài chính. Thì nói là dạy thì mình nghĩ là nó cũng sẽ hơi đo to bố lớn quá, bởi vì là chúng ta cũng đâu đó như anh Tuấn Anh nói là đâu đó là cũng có một đứa trẻ trong chúng ta. Thì ví dụ như là về lý thuyết hay là về những cái kinh nghiệm hay là ở đâu đó là chúng ta đọc được là rất là nhiều, nhưng mà sau đó về là mình đi từ những cái lý thuyết đấy đi đến thực tế áp dụng vào trong cái việc mà chúng ta điều chỉnh cái thói quen về tài chính hàng ngày của bản thân chúng ta là những người lớn ấy, thì nó cũng đã gặp khó khăn rồi. Còn bây giờ lại là các em nhỏ nữa, chúng ta không thể nói là con ơi mẹ giới thiệu cho con cái nguyên tắc 5 cái lọ, xong con tự tìm hiểu đi rồi mẹ cho con 10.000 con chia vào 5 cái lọ ấy đi. Thì mình không thể tiếp cận đối với các em nhỏ như thế được.
mà mình sẽ cùng phải là mình giống như là một cái người ở bên cạnh mình, cùng cùng các em, cùng các con, là à, năm cái lọ này thì tại sao con lại để vào cái lọ dành cho mục đích từ thiện, tại sao con lại để vào trong cái mục đích tiết kiệm, rồi tại sao con lại để ở trong cái mục đích chi tiêu là như thế này. Thì mình sẽ phải rất là tỉ mỉ và là đi từng cái bước nhỏ nhỏ như thế đối với các em, thì nó nên bắt đầu từ đi từ cái nguồn gốc là tại sao là mình cần có năm chiếc lọ, và cái việc mà để vào cái hành vi vào những cái hành vi đấy nó có cái nguồn gốc như thế nào. Nhưng mà cái câu chuyện là sau khi mình đã tại sao xong rồi thì mình cũng không thể nào mà mình bỏ bẫng đi được, và mình cũng phải là hàng ngày là mình phải nuôi dưỡng, mình cũng phải theo dõi những cái thói quen của con, cũng như là mình có những cái hành vi để mình cổ vũ cho các bạn ấy, để các bạn ấy giữ được cái sự nhiệt tình và cái lửa lúc ban đầu mà khi mình hứng thú bắt tay vào một cái kế hoạch tài chính. Hoặc là khi thoảng là mình cũng phải có những cái công cụ hay là những cái động thái kỹ thuật mà có thể là khiến cho các bạn ấy rằng là vẫn nuôi dưỡng được những cái hạt giống mà ban đầu mình có thể là mình gieo và mình tưới tẩm cho các bạn. Thì như thế thì nó mới hình thành được một cái thói quen từ cái thuở nhỏ, chứ không nên chỉ dừng lại là à, mẹ có 5 chiếc lọ mẹ để đây xong rồi con tự làm đi. Thì đối với các bạn nhỏ thì nó cũng sẽ rất là khác, và mình sẽ cần phải cả một cái quá trình nuôi dưỡng và đi cùng với các bạn ấy như thế. Người lớn mình thì cũng sẽ cũng cần đồng hành, nhưng mà các bạn nhỏ thì mình lại còn cần phải đặc biệt hơn, là khi mà mình đã đưa ra một vấn đề thì mình cần đi cùng với con để giải quyết toàn bộ và triệt để những cái vấn đề đấy. Có thể là cũng sẽ không cần những cái hành động đa to bố lớn đâu, mình cũng chỉ cần là những cái hành động nhỏ nhỏ hàng ngày thôi. Như hôm nay con làm việc nhà thì con được trả công, là mình cũng chỉ nói là hôm nay con làm việc nhà thì mẹ rất là vui bởi vì mẹ được trả công cho con từ ngày số tiền. Thế thì giống như vậy thì con định là mình sẽ để vào cái phần nào, và tại sao con lại để vào cái phần đấy. Thì cái câu chuyện hàng ngày nó cũng sẽ liên quan đến cái việc à, con kiếm được tiền con để vào đấy là tại sao. Thì như thế là khi mà mình chia những cái hũ giống như là câu chuyện của cha mẹ Do Thái ấy, thì là các con hàng ngày cũng được gieo vào những cái hạt là lý do vì sao mình lại để số tiền này vào với cái mục đích này, và mình sẽ khám phá được những cái lý do mà nó cao đẹp hay là những cái lý do nó cần thiết ở trong đấy. Thì mình đi cùng với con cả một cái chặng đường dài thì con sẽ có những cái thói quen hay là những cái tư duy đúng đắn. Và để làm được cái vấn đề đấy thì hình như là nghĩ là mình cũng sẽ phải cần rất là cái sự đồng hành và cái sự kiên trì đối với các con trong cái câu chuyện. Em thấy là có nói về cái sự đồng hành ấy, vậy thì có một câu hỏi là bao nhiêu tuổi thì dạy con là cách tốt nhất để con có thể học hỏi về cái vấn đề tài chính này ạ? Theo chị thì cũng cái câu hỏi này thì chị cũng đã trăn trở một thời gian là bao nhiêu tuổi thì mình nên dạy con về tài chính, về tiền bạc hay là về các thói quen. Thì cũng có nghiên cứu rất là nhiều sách, thì cũng đâu đó là các sách vở cũng chỉ ra là cái độ tuổi các con nên tiếp cận bắt đầu từ 3 tuổi bằng cái hình thức là có thể là phân biệt các loại tiền như tiền giấy, tiền xu hay là cái gì đấy, thể gieo vào đầu con những cái khái niệm đầu tiên về tiền. Thì thực ra thì trong thực tế ấy, thì có khi bây giờ các bạn nhỏ ấy, là các bạn ấy lại còn lanh lợi và còn cái độ nhận biết nó lại còn vượt xa cả cái mốc 3 tuổi cơ. Có khi em bé 1 tuổi, 2 tuổi mà đưa giấy đưa tiền ấy, có khi là vô thức ở đấy là em đã nhận tiền rồi chứ không có nhận cái tờ giấy kia. Thì có những cái lý do mà mình cũng không thể nào mà mình giải thích được tại sao mà con trẻ có thể có những cái thứ nó nhạy cảm như thế. Thì cho nên là cái câu chuyện, cái bài học em rút ra lại là đừng có chờ đến cái độ tuổi nào cả. Cứ có cơ hội thì mình cứ giáo dục con, rồi mình gieo vào đầu con những cái gì đó. Bố mẹ truyền. Hay là đấy là gen bố mẹ truyền vào. Lúc mà thực ra mình cũng không có làm trong thực tế, nhưng mà lúc mà mình nghiên cứu thử cái đề tài này thì phát hiện ra một điều rất là interesting là các bố mẹ Do Thái, đúng không? Rõ ràng bây giờ chúng ta không thể phủ nhận được gia tộc Do Thái là thành công thật, mà chúng ta không phủ nhận điều đó. Nhưng mà lúc mà người ta bảo là dân tộc này thông minh nhất thế giới, nhưng mà mình nghĩ chưa hẳn điều đó đúng đâu. Mà nó thông minh ở chỗ là cái cách họ dạy con từ bé, tức là nó thành một cái thói quen từ nhỏ đến lớn luôn. Và cái dân tộc này vì nó do cái yếu tố lịch sử nó bị thách thức quá nhiều rồi, cho nên tự dưng là các cái yếu tố về trí tuệ, nghị lực và cái đức tin của nó cực lớn, đó mới là cái thứ quan trọng, chứ không phải là cái trí thông minh đâu. Và khi mình đọc mình tìm hiểu á, là cái độ tuổi mà các bố mẹ Do Thái dạy con là từ lúc không tuổi luôn. Tức là lúc mà các bà mẹ mà mang bầu á, là các bà mẹ rất có ý thức dạy cho con về các con số rồi, đúng không ạ? Tức là họ coi đó là một cái yếu tố tính toán liên quan đến chuyện tiền bạc. Cụ thể là các bà mẹ chơi giải trò chơi ô chữ ấy,
rất là nhiều trong lúc mang thai là. Đó thì ý là nếu mà chọn một độ tuổi thì không có tuổi nào đâu. Thế thì xuất phát là từ cả chọn chồng luôn, ví dụ chồng chuyên toán là. Thế thì em hiểu là vì sao là con của các ông bố bà mẹ làm kế toán thì có sinh hướng về số và rất là nhạy số. Không biết mọi người nghĩ thế chứ anh ở trong cái riêng cái đoạn đấy thì anh trong xu thế ngược lại, ta không hẳn ngược lại theo cái hướng là cái hướng đấy xa, và ngược lại có một cái góc nhìn cũng khác. Cá nhân anh chia sẻ cái gia đình mình, là từ bé thì anh đào tạo con anh một cái khái niệm là ví dụ như là khái niệm trái tim nhân hậu. Thế thì tại sao nói chuyện chủ đề này là bởi vì thế này, quan điểm của anh là này, tiền nó là cái tiền, khi mà mình hiểu nó là một cái phương tiện của mình, khi mà phương tiện để con người đạt được đến một cái giá trị gì đó, thì cái giá trị sau đó của cái việc chi tiêu tiền ấy nó thật sự rất rất là quan trọng. Khi mà lần đầu tiên mà nhà mình đưa trẻ con đi từ thiện ấy, thì luôn lần nào sau khi tiền về mình cũng sẽ hỏi lại con mình là cái giá trị của con là sau cái buổi này nó nhận được cái điều gì. Cái nhà mình có hai đứa trẻ con, một đứa nhận thức cực kỳ tốt, cùng là một cặp bố mẹ nhé, một đứa từ bé nó đã mình đã cảm thấy trong đó là nó có một cái trái tim rất là nhân hậu. Thằng con trai là lần thứ hai thì mãi sau chị nó phải đến tận mấy năm rồi mãi nó chưa có được gì cả. Thế là hôm vừa rồi nó ra cửa, nó đang đi giày, nó tâm sự ba con đã biết là trái tim nhân hậu là cái gì rồi. Thế ý anh nói đây mọi người là giáo dục trẻ con thì là mỗi một đứa trẻ con lại một khác. Đấy là ngay kể cả trong cùng một gia đình, cùng một bố mẹ mà với một cái nỗ lực hàng ngày để giống nhau, gọi là để đưa cái khái niệm trái tim nhân hậu vào cho con cũng đã rất là nỗ lực. Tức là muốn nói đây là, tức là phụ huynh không chỉ là mình không nói là cái việc mà phụ huynh biết là một chuyện, nhưng mà phụ huynh ở mình nói vừa nãy là đưa cái đấy vào cái câu chuyện hàng ngày nói chuyện với trẻ con, đấy là một câu chuyện rất rất là quan trọng. Và cái câu chuyện rằng là cá nhân anh không cổ suý cái chuyện rằng là theo hướng tây học quá, có nghĩa là tính toán này rồi lên bảng cân đối rồi kiểu như lớp 6 có thể gõ luôn được cân đối thu chi xong rồi cân bằng kế toán gì đó chẳng hạn như thế. Thì cái đó cũng là một cái hướng mà được, cũng hướng đấy, nhưng mà nó hơi bị quá mechanic, hơi bị quá về mặt kỹ thuật, nó hơi bị quá về mặt cơ học. Còn một hướng khác, tức là khi mà từng cái đồng tiền, bởi vì trẻ con nó không phân biệt được tờ to tờ nhỏ đâu, nên là ví dụ bé xíu nó làm sao phân biệt được tờ to tờ nhỏ. 500.000 với cả 10.000 đối với nó như nhau à? Mọi người có thể tin rằng là mọi người có thể tặng cho đứa trẻ con một cái hộp đồ chơi kiểu My Kingdom đắt vài triệu so với chuyện Tuấn Anh tặng cho đứa trẻ con một cái bộ kiểu như là card mà chơi Pokemon nó vui như nhau à? Nó không phân biệt được. Bởi vì sao? Bởi vì người lớn bị stuck ở cái phân biệt, tức là nó đắt hay nó rẻ, trẻ con không nghĩ như thế, trẻ con là vui thôi. Thế là ý là thế thì vậy thì cái giá của cái đồng tiền mình bỏ ra với cái value, cái giá trị mà mình được nhận lại là thật, cái perceive, cái nhận định của trẻ con là rất khác. Nhưng mà người lớn không tôn trọng điều đó. Người lớn đi tổ chức một buổi như kiểu là đi sinh nhật ấy, thì thấy là ok, nhà này là đối tác kinh doanh của mình phải kiểu mua cái gì đắt đắt. Sau đấy trẻ con nó không chơi. Trong khi có khi chỉ cần ngồi với nó một xíu thôi, nói chuyện với nó một chút, xem nó thích cái gì, thì có khi cái trò chơi hoặc là ngồi chơi với nó một chút, thì tự nhiên cái vật dụng đấy nó giá trị hơn hẳn. Ngày xưa mọi người biết hết mà, ngày xưa mình có những cái đồ chơi mà nói chung là thật ra quy ra giá trị đến bây giờ thì kiểu súng cao su hoặc cái gì đấy thì chắc là quá thể là rẻ luôn, nó không có cái gì cả. Thì quan điểm của mình rằng là khi mà giáo dục tài chính thì đồng ý, tức là một quan điểm của mình là một nửa là một số học đại loại, một nửa là cân đối rồi là này nọ cộng trừ và toán, nhưng một nửa còn lại tức là để mà các con có động lực, tức là sau này nó động lực nó tự đi được, tức là nó phải biết cái trao đổi đấy tự tạo ra động lực cho chính bản thân mình. Thế cho nên trẻ con phương Tây rất mạnh ở cái điểm đó, tức là trẻ con phương Tây khả năng
tự ra quyết định. Đấy, VNX cũng đang rất là mong muốn điều đó, và VNX rất là mong muốn điều đó, tức là làm thế nào để nhà đầu tư cũng có khả năng tự ra được cái quyết định dựa trên cơ sở là kiến thức được nâng cao sẵn rồi. Trên thực tế thì chị nghĩ rằng là cái giáo dục về tài chính ấy, nó phải là một cái quá trình khá là hoàn thiện, và nó không chỉ ở trong gia đình, nó chính là xã hội, môi trường, chính là nhà trường và toàn xã hội khi mà có những cái chương trình TV hay là những cái tác động đến cái đứa trẻ. Thế cho nên là cái việc giáo dục tài chính ở đây, nếu như mình chỉ có cố gắng bố mẹ dạy không, nhưng mà nó lên lớp nó nhìn thấy bạn nó như thế kia, hay là ví dụ nó ở trường không được học cái gì cả, rồi chính bố mẹ mình lại không làm gương mà nói thì một đường lại làm một nẻo, thì nó sẽ không bao giờ hoàn thiện được. Hơn nữa là cái khả năng, cái kiến thức, cái hiểu biết về tài chính của một người ấy, cái financial literacy của một người, nó được đo lường qua rất là nhiều tiêu chí. Đo lường thứ nhất là qua cái kiến thức. Kiến thức là cái dễ nhất, cái rất là đơn giản, là để em dạy con về lãi suất như thế nào, tính toán ra sao, compounding interest như thế nào. Nhưng cái cấu phần thứ hai cũng rất quan trọng, đấy là cái cấu phần về thái độ. Chính là cái mà Tuấn Anh đang nói đến rất nhiều đấy, tức là cái thái độ của nó với tiền là như thế nào, cái giá trị của đồng tiền nó hiểu qua sức lao động nó như thế nào, cái giá trị nó đạt được sau khi mà nó chi tiêu một cái gì đấy nó là cái gì. Đôi khi bỏ cùng một số tiền nhiều ít nhưng có khi cái nhận về, cái giá trị nó nhận về có khi lại không tương đương, và mỗi người nó rất là khác nhau. Và cái thứ ba, cái rất quan trọng mà Tuấn Anh cũng vừa đề cập đến, cái câu chuyện tự ra quyết định, chính là hành vi. Khi mà mình đào tạo cho một đứa trẻ thì mình phải quan sát được cái hành vi của nó sau đấy nó như thế nào. Không chỉ cái câu chuyện là nó có thái độ tốt, mà còn phải cái câu chuyện là nó phải có một cái hành vi tốt nữa. Nó biết yêu thương bố mẹ, quý trọng sức lao động của bố mẹ, nhưng đồng thời nó cũng phải biết chạy đến nó không tiêu dùng lãng phí, hay là nó chạy đến nó bảo bố mẹ là như thế này như thế kia. Cái đấy mới là cái đích cuối cùng. Và chính vì vậy cho nên là khi mà đấy là định nghĩa của OECD và World Bank về cái câu chuyện là financial literacy hay là financial capability là gì. Thế cho nên cái chuyện câu chuyện đấy là mình đào tạo nó cực kỳ toàn diện. Và ngoài ra có một cái điểm nữa là trẻ con nó khó lắm, nó không như là mình đâu, không như người lớn đâu. Nó phải có cái sự gọi là nhắc đi nhắc lại, thực hành, và bằng một cái hình thức rất là vui, rất là fun. Cho nếu mà mình cứ suốt ngày cô dạy trên lớp và lãi suất là như thế này, em phải tính toán như thế này, thì nó sẽ rất nhanh buồn ngủ và nó sẽ nhanh quên vô cùng. Chị vẫn nhớ hồi bé khi mà bố mẹ chị cần muốn mình là đứa trẻ ngoan thì lúc nào nhắc lại là con sẽ là đứa trẻ ngoan, giống như tự kỷ trong tâm lý học ấy, thì cứ nói đi nhắc đi nhắc lại nhiều lần thì dần dần nó thành cái tiềm thức và nó cũng sẽ quen với cái đó. Thì ngay ở trong cái câu chuyện mà dạy về tài chính ở đây ấy, với kinh nghiệm của chị cũng như là khi mà bọn chị soạn cái giáo trình cho dạy trẻ ở trường học ấy, cùng một khái niệm thôi nhưng cái độ tuổi khác nhau mình phải dạy khác nhau. Ví dụ như khái niệm về tiền chẳng hạn, cái đứa trẻ mà học lớp 1 năm tuổi thôi thì chỉ cần nhận biết tiền dưới 100.000 đã là giỏi rồi. Nhưng cái đứa trẻ lớp 3 thì bắt đầu là phải nhận trong phạm vi 500.000 và bắt đầu biết cách là phân biệt và tính toán để trong cái phạm vi 500.000 đấy nó biết nhân chia cộng trừ. Hay là ví dụ chi tiêu thôi chẳng hạn, chi tiêu đứa trẻ lớp 1 nó chỉ cần đòi hỏi ở cái mức độ là nó biết đi cùng với bố mẹ và nó tự tin, nó giao tiếp, nó đưa tiền cho cái người bán hàng, đấy đã là đạt yêu cầu rồi. Nhưng cái đứa lớp 5 thì nó lại phải ở một cái trình độ cao hơn, khi chi tiêu là gì, là nó đưa tiền cho người ta trả lại tiền nó sai, nó phải biết phản ứng, nó phải biết có thái độ, nó phải phản ứng lại là chú đang trả tiền sai con rồi, thì đấy mới là đạt yêu cầu, có nghĩa là nó phải biết tự ra quyết định. Cái đấy thì trong cái quá trình mà đi dạy về tài chính thì bọn chị cũng soạn rất là nhiều những cái tài liệu cũng như là những cái gọi là materials để dạy cùng cho trẻ con. Ví dụ như bọn chị có làm những cái bộ game để cho trẻ con nó vừa học nó vừa chơi qua game, những cái kiến thức như là thu nhập này hay là chi tiêu này hay đầu tư ấy, thì mình phải dạy nó qua cái cách nó chơi dần dần nó thấy là cái hóa ra là đầu tư có lúc lỗ có lúc lãi. Thế tự nhiên nó nhận thức ở trong đầu nó là có rủi ro, đúng không? Hay là thu nhập thì nó không chỉ từ cái nguồn là tiền lương, mà có thể là thu nhập từ những cái nguồn khác, như là bạn có thể đi viết báo chẳng hạn thì cũng có thể có thêm một nguồn thu nhập. Thế thì như vậy thì chị thấy là cái câu chuyện giáo dục tài chính nó là câu chuyện không hề đơn giản một chút nào. Nó cần phải có một quá trình, nó phải bằng nhiều hình thức khác nhau và nó cũng phải được nhiều đối tượng đóng góp vào, chứ không phải chỉ có những bố mẹ không thì chắc là không có, và bố mẹ chắc chắn nó phải là cái người mà nó nhân viên rồi.
bố mẹ mà cứ nói là con chi tiêu tiết kiệm thôi, nhưng mà bố mẹ cứ đi mua sắm thoải mái thì chắc là con cũng khó mà có thể có được tính cách đấy nữa. Em thấy là chị Vân có nhắc đến cái cách là làm sao để tạo cho trẻ em để tiếp xúc với tiền một cách rất vui vui nhất. Hôm qua thì chị cũng nghiên cứu rất là sâu về vấn đề này, thì chị có thể giới thiệu về cái cách mà để đưa trẻ em để tiếp xúc với tài chính dễ dàng nhất. Đây chị có một số cái không ở chỗ này không, số 2 chắc là không. À đây. À, ví dụ như là bọn chị có dạy trẻ con thông qua trò chơi mô phỏng. Bọn chị làm một cái board game. Trong cái board game đấy thì dạy trẻ board game bọn chị gọi là đường đua tài chính. Nó hơi na ná giống cái cá ngựa. Tuy nhiên là những cái con key cũng như là những cái thẻ bài, nó là những cái thẻ về kiến thức về tài chính. Thế sau đó thì mình cho các con chơi. Cái bộ này là cho trẻ từ 8 đến 15 tuổi. Thì khi các con chơi thì các con sẽ thấy là nếu như mà mình những khái niệm về chi tiêu chẳng hạn, thì mình sẽ cho con nhận một số khái niệm chi tiêu, hay ví dụ khái niệm về trao tặng chẳng hạn. Thường là mọi người rất ít khi dạy cho con về giá trị về sự trao tặng này, hay là chia sẻ như thế nào, thì bọn chị cũng có những khái niệm như thế. Chia sẻ không hẳn là bằng tiền, có thể là bằng cái công sức của mình một ngày từ thiện này, hay là chia sẻ những cái đồ vật cũ của mình. Thì ví dụ như trong cái board game này bọn chị dạy cho trẻ thông qua cái đó, và trẻ nó chơi ở nhà, nó chơi cùng bố mẹ, chơi cùng anh chị em. Thế tự nhiên nó cũng vui và nó dần dần nó học được một số cái khái niệm. Có những đứa trẻ nó chơi đâu phải bố mẹ phản hồi lại cho bọn chị là bây giờ các con là biết đi tìm hiểu, tự đi tìm hiểu đầu tư là gì, hay là rủi ro cá nhân là gì. Đấy, thì qua những cái thẻ bài đấy thì bọn chị cũng có những cái thông tin để cho trẻ có thể chơi. Và nó chơi nó ngấm kiến thức tài chính, nó rất là đơn giản, nó rất là dễ, nó không phải một cái sự ép buộc gì cả. Và nó dần dần nó chơi nó thấy là cẩn thận đầu tư, cẩn thận không là gặp những cái rủi ro là sẽ không được tiền đây, gặp những cái sự kiện bất ngờ trong cuộc sống mà mình không biết trước, hay là nếu như mình không mua bảo hiểm thì nhỡ có chuyện gì xảy ra thì mình mất hết tiền. Đấy, thì nó rất là sợ. Hay là ví dụ như bọn chị cũng có làm những cái sách giáo khoa cho tiểu học, thậm chí bọn chị làm sách giáo khoa cho cả giáo viên để đi dạy về tài chính. Bởi vì hầu như giáo viên từ lớp 1 đến lớp 12 là những cái người mà họ không được có cái kiến thức background tốt về tài chính. Họ thường là được dạy rất là nhiều về sư phạm, về các cái môn mà họ đang giảng dạy, nhưng mà dạy về tài chính thì lại không. Thế cho nên là khi mà bọn chị đưa những cái giáo trình này cho họ thì gần như những cái bài học thực hành đi ra siêu thị như thế nào, hay là cho trẻ dạy trẻ về chi tiêu như thế nào, dạy trẻ về tiết kiệm như thế nào vân vân, thì bọn chị soạn ở trong cái giáo trình đấy và cho chính giáo viên phổ thông luôn. Họ có thể cầm cái cuốn sách đấy như là cầm tay chỉ việc để họ dạy luôn. Hay là bọn chị cũng có một cái hình thức khác là bọn chị làm một số cái tạp chí cho trẻ học về tài chính, nhưng mà có những cái hình minh họa truyện tranh rất là vui. Trẻ con nếu mà mình cứ nói suốt thì nó sẽ rất chán, thế nhưng mà cho nó đọc truyện tranh một chút thôi, không nhiều, thì nó sẽ thấy rất là thích và nó học được cái bài học thông qua câu chuyện tranh đấy. Hay là có những cái đố vui thuật ngữ về tài chính, hay là thuật ngữ tiếng Việt tiếng Anh về tài chính, rồi đố vui có thưởng. Thế là khi mà nó nhận được thưởng ấy là nó sẽ ngay lập tức nó sẽ rất là thú vị. Đây chị có mang đến đây mấy cuốn tạp chí đây cho mọi người xem qua để cũng biết về cái tạp chí này. Ví dụ như tạp chí bọn chị gọi là tạp chí tài chính học trò. Và cái tạp chí này thì nó sẽ có rất nhiều chuyên đề. Chuyên đề là sử dụng tiền mừng tuổi cho Tết chẳng hạn, hay là chi tiêu thông thái, hay là chia sẻ là yêu thương. Thì ở trong cái tạp chí này nó sẽ có những cái bài học sẵn, có những cái bài tập để trẻ con có thể thực hành luôn trong này. Và nó cũng có những cái câu đố vui, hay là những tin tức trên thế giới, những cái tấm gương của những cái người mà bé mà đã biết quản lý tài chính tốt hay là chi tiêu tốt thì bọn chị cũng đưa vào đây. Thì nó làm cho trẻ con cảm thấy cái việc học tài chính nó không khó nhằn. Tại vì thường cứ nghe nói đến tiền với tài chính thì cũng rất nhiều bố mẹ cũng lo lắng là có nên cho trẻ học hay không. Trẻ bé thì cần phải biết về tiền. Nhưng cái đấy thì chị nghĩ là dần dần khi mà xã hội phát triển thì tất cả các bố mẹ cũng nhận ra rằng là cái câu chuyện học tài chính là đương nhiên. Và cũng Bộ Giáo dục đã đưa vào trong chương trình rồi. Cho nên nó cũng là một cái mà nhận thức của cả xã hội cũng đã tăng lên. Thì đấy, đấy là cái cách của bọn chị làm khi mà dạy cho trẻ. Và bọn chị cũng thấy rất happy bởi vì là trẻ con nó sau khi nó học xong và nó thấy được thì bắt đầu nó phản hồi lại. Và nó rất là mong chờ cái tạp chí chẳng hạn. Hoặc là game thì chúng nó còn tự nghĩ ra cái luật chơi mới. Chúng nó bảo là cô ơi, thế bây giờ em thay đổi cái luật chơi, không phải là trao đổi nữa, bọn em sẽ mặc cả với người chơi cùng.
tức là nó có sự tương tác không chỉ với cái bàn game mà nó còn tương tác với nhau. Bây giờ em hết tiền thì em có thể vay của bạn bên cạnh và em sẽ trả cho bạn ấy lãi như thế nào. Tức là những cái khái niệm về tài chính đấy dần dần các bạn ấy sẽ được hình thành qua những cái game. Vì vậy, tức là lần đầu tiên em nhìn thấy bộ chơi. Nhưng mà thực ra em đã lead khá nhiều lần trẻ con chơi cái này. Nhưng mà không phải bộ mình, bộ khác. Bộ Monopoly đúng không? Thế thì đây là cái bộ trên thì trong cái này nó may quá chị nói thì là em tức là em cũng có cái này, tức là em nhìn nhận thêm một cái này nữa, tức là khi mà chơi ấy, thì ra trẻ con rất là sáng tạo, trẻ con sẽ có những cách chơi mới. Như vậy thì là trên cái đây có cái body này, những cái khái niệm liên quan đến thu nhập đầu tư này, rồi chi tiêu tiết kiệm, rồi các cái sự kiện bất ngờ xảy ra, rồi các cái thẻ, ví dụ như thẻ như này, cái thẻ là mừng thọ cho ông chẳng hạn, đây là một hoạt động chia sẻ cho ông, và nó cũng thấy trẻ con nó cũng tự thấy được những cái khái niệm về lòng nhân ái, rồi về cái sự chia sẻ rất là hay. Hay là ví dụ mua dụng cụ dạy học cho trẻ em nghèo thì đây là một cái chi tiêu, nhưng mà chi tiêu này thì cũng rất là ý nghĩa. Nhưng mà nói chung là nội dung của các cái cáp này nó rất là phù hợp với các trẻ từ độ tuổi từ 8 đến 10. Tức là khi mà lít trẻ con tham dự cái này, xin lỗi không phải tham dự bộ này vì em chưa biết bộ này. Thì nó có nảy sinh một chút xíu vấn đề để từ quan điểm, từ góc nhìn của em thôi, cũng chia sẻ cho mọi người luôn. Tức là có một góc nhìn là giàu có là một cái khái niệm cá nhân. Mặc dù tài chính là tài chính cá nhân nhá. Nhưng có một rất là chúng ta rất là nên để ý cái điểm này. Trước đây giàu có là hoặc các đồ chơi là hay mang tính chất là cá nhân hóa cái người giàu. Hoặc là khu biệt cái người giàu lại, như kiểu chúng ta có cảm giác như người giàu là một cái ốc đảo gì đấy, và là như kiểu người khác không nhảy vào được cái ốc đảo đấy. Thì thực ra cái trò chơi mà tài chính cá nhân khác ấy, để em xin lỗi chơi trò này, thì cũng muốn là hướng dẫn trẻ em chơi với một cái tư duy rằng hợp lực. Ở đây thì cũng có thể là vay tiền, nhưng mà vay tiền nó vẫn chưa toát được hẳn ý hợp lực. Cùng chơi theo nhóm ấy. Hợp lực tức là chúng ta hoàn toàn có thể chơi một cái trò chơi mà ở đây ví dụ như ở đây 5 người giàu nhất, nhanh nhất có thể. Của group 5 người chứ không phải là của một người. Đúng rồi, không phải từng cá nhân. Chúng ta có những cái lịch sử, chúng ta có những trò chơi mà hầu hết các trò chơi chúng ta chơi theo xu hướng là competing, đấu nhau. Và như thế trẻ con dần dần có một cái tư duy, một cái tác phong rất là xấu ở cái điểm là mình phải là nhất lớp này. Mình phải thắng 3 bạn còn lại. Hoặc ví dụ bàn này có 5 người thôi, mình phải chiến thắng. Cái chiến thắng đấy thì là một cái điều tốt trong một số lĩnh vực thôi. Nhưng mà về mặt kinh tế mà nói thì khi mà chúng ta có một nền kinh tế hợp lực thì nó sẽ tốt hơn rất là nhiều. Cái hợp lực mới là thực tế ở trên đời sống, và khi trẻ con lớn lên, trẻ con lớn lên chúng ta sẽ gặp rất nhiều trường hợp hợp lực, chứ chúng ta gặp rất ít trường hợp là đối kháng. Bây giờ cái tính đối kháng nó không còn được để cao nữa. Thì cái trò chơi mà đưa phụ huynh mà đi ngồi chơi cùng thì cố gắng làm sao mà sửa trò chơi đó, hoặc là giải thích để cho cái trò chơi nó biến thành một cái trò chơi hợp lực. Ví dụ như là có một cái cổ phần của một công ty chẳng hạn, như thế hoàn toàn khi mà có một cái cơ hội mua thì hoàn toàn rằng là cả bàn chúng ta cùng mua. Chúng ta chia sẻ cái cơ hội đấy cho cả bàn, tức là chơi theo nhóm đấy. Và mục tiêu của chúng ta là tất cả chúng ta ở đây là đều thắng chẳng hạn. Hoặc là tổng tiền tất cả chúng ta ngồi đây là lớn nhất chẳng hạn. Hoặc là chúng ta không bỏ rơi một ai cả, tức là cái người mà thấp nhất cũng được là tỷ phú chẳng hạn, như thế. Thì mỗi một cái lần thay đổi cái logic đấy của game ấy thì cũng sẽ mang một cái tươi mới đến cho trẻ con chơi. Tránh chúng ta mang một cái trò chơi kiểu đối kháng mà sau đó trẻ con, các anh chị biết đấy, trẻ con rất là ăn thua. Trẻ con rất là thuần, nếu mà thua ấy thì là nó thua 3 lần là nó chán á, nó không chơi nữa. Thật mà trẻ con nó cũng competing từ ở, ví dụ như chị nói đấy là ở môi trường ở trường thì thế thì điểm số đã bị competing rồi, mà đến các môi trường khác cũng lại bị lặp lại thì áp lực. Thực ra chị nghĩ là mình khi mà dạy cho trẻ thì có rất là nhiều những cái mình có thể lồng ghép trong cái câu chuyện về tài chính, chứ không chỉ là dạy về tài chính. Và nói chung là
nó sẽ có cái hay có không hay. Nếu như mà nó chủ nghĩa là đồng hóa tất thì nó cũng có cái dở, nhưng mà cái cạnh tranh nó cũng có cái hay, nó cũng kích thích, tức là cái gì nó cũng có cái mặt này và mặt kia, cho nên là mình phải khéo léo kết hợp. Và thực ra thì bố mẹ, ngay ở cái câu chuyện bố mẹ cùng chơi với con ấy, nó cũng thể hiện cái sự chia sẻ của bố mẹ thời gian với con. Đúng. Bởi vì cái đấy là cái mà chị nghĩ là nó rất là thiếu ở trong xã hội hiện nay. Ai cũng bận rộn, không chơi với con. Và con cứ cắm mặt vào iPad này, iPhone, rồi rất là nhiều những cái trò chơi mà nó mang tính rất hấp dẫn. Thực ra là bây giờ chị thấy sau cái đợt Covid-19 này thì mọi người cũng nhận thấy là online rồi các cái hình thức nó phát triển kinh khủng. Thì trẻ con cũng tìm nhiều phương tiện để nó học và nó chơi online một mình. Đấy thì là không biết mọi người có để ý không? Tức là đã có một cái nghiên cứu này, trước đây chúng ta có những cái game của những thời gọi là 8X. Là cái game đấy gọi là game mà mọi người chơi là sẽ có hai cái tay cầm. Tức là hồi đấy là cái trò chơi hồi trẻ chơi là chúng ta có một cái thế hệ 7X, 8X là chơi những cái game mà là hai người phối hợp để cùng đạt một cái mục tiêu. Tất nhiên trong game này thì có những game đánh nhau không nói, nhưng mà đã là hai người. Nhưng mà đến thời điểm này chúng ta nên nhìn lại là trẻ con chúng ta đang chơi, hoặc chính chúng ta đang chơi những cái game gọi là game một mình chống tất cả. Anh hùng ấy. Cái loneliness đấy, cái cá nhân hòa đấy thì mặt tốt, tức là người ta khi mà thiết kế game người ta tạo ra một cái cá nhân. Nhưng mà cái ngược lại, cái điểm yếu của cái việc đấy là chúng ta dần dần có một xã hội và dần dần coi cái việc tiền bạc gần như là đến là vấn đề của cá nhân tôi, và họ rất là cô đơn trong việc đấy, họ rất là khó khăn để chia sẻ việc đấy. Hiện tại chúng ta đang có một cái chỗ rất là khó khăn để khi mà cứ động đến vấn đề là tiền bạc thì hình như là, ví dụ em hỏi chị là về vấn đề tài chính của chị thì lập tức là nếu như mà người bình thường thì người ta sẽ có một cái gì đấy rất là privacy, rất là cái, tức là hỏi như kiểu hỏi xoáy gì đấy, mặc dù thực ra ý không phải thế, dễ để mà chia sẻ. Không dễ chia sẻ. Thì chị Vân có giới thiệu và anh Tuấn Anh cũng giới thiệu về cái là tiếp xúc với trẻ và qua các chuyện này hay các trò chơi, đây là những cái hình thức rất là nhân văn và rất là ý nghĩa cho các trẻ em. Vậy thì trên thực tế thì các anh chị cũng có con, thì mình thực tế mình đã dạy con mình như thế nào, và có bài học gì rút ra để cho các phụ huynh có thể học hỏi trong những cái trải nghiệm đó. Xin mời anh Quang. Con mấy tuổi? Thật ra mình cả hai bé, nhưng mà chúng ta hiểu rằng là vì chúng ta trong một gia đình ấy, thì đôi khi mình cũng không thể quyết hết được đâu cái việc là mình sẽ dạy con như nào. Thì cũng rất là tôn trọng các bà mẹ, vì dù sao thì cái đứa con ở trong bụng mẹ móc ra mà, đúng không? Bố là chỉ giúp bà mẹ cáo đứa con thôi. Nếu mà nói thẳng ra như vậy, mình ý mình nói như thế không có nghĩa là mình không có trách nhiệm với con nhé, nhưng mà nếu mà mình là có trách nhiệm với cả vợ, được control cái việc đó, thì mình nghĩ như này là cái tài chính nó chỉ là một phần trong cái cách mình dạy con mà. Mình muốn giải quyết từ gốc gác trước, tức là như hồi nãy đưa ra cái mô hình mà phân tích cái sự sai lầm đó, đúng không? Thì nó sai chỗ nào ta sửa chỗ đó thôi. Ta sửa hai cái, đầu tiên là ta sửa cái tam giác ở bên trong của cái đứa trẻ trước, và ta tác động vào cái môi trường bên ngoài của nó. Hai cái đó đều có tầm quan trọng hết, đúng không? Thì cái tam giác bên trong là mình cần dạy cho nó để nó có cái trí tuệ, đúng không? Thì trí tuệ của nó sẽ giải quyết rất nhiều thứ. Rồi hôm qua mình cũng có trao đổi với Duyên trên đường có việc đi về, mình nói luôn đó là bây giờ nếu mà chỉ chọn gọi là hai thứ gì đó để dạy cho những đứa trẻ thôi từ nhỏ, thì đầu tiên mình sẽ chọn nó học về Phật, và cụ thể trong đó là tư duy và nhân quả. Nó hiểu về tư nhân quả tự nhiên nó sẽ hiểu rằng là nếu nó không cố gắng từ những hành vi từ bé này thì đến lúc nó lớn chắc chắn nó sẽ trả giá, đúng không? Tự dưng cái đó nó sẽ giúp cho nó điều tiết được rất nhiều hành vi. Thứ hai nữa là mình dạy cho nó về cái nghị lực của nó trong cuộc sống, để khi nó gặp khó khăn nó hiểu cái đó là cái rất bình thường mà nó vượt qua, tức là nó hiểu được một cái lối sống tri túc, mình sống mình biết đủ thôi là mình hạnh phúc rồi, đúng không? Và mình dạy nó cái sự yêu thương người khác. Thì tự dưng ba cái trụ cột đó mặc dù nghe qua có vẻ không liên quan đến tài chính, nhưng thực sự là rất là tài chính luôn, đúng không? Đúng không? Nếu mà mình ăn ít thôi thì chắc chắn là mình sẽ để dành được nhiều tiền. Mình có trí tuệ thì mình sẽ biết đầu tư, và mình có yêu thương thì tự dưng mình giao nhân tốt thì ai cũng sẽ giúp mình hết, đúng không? Rồi thì đó là cái tam giác bên trong. Chứ còn cái môi trường bên ngoài thì bây giờ làm sao những đứa trẻ nó không chỉ có trong gia đình, cô Vân nói rất đúng, không phải chỉ trong nhà không mà còn ngoài xã hội nữa, thì bây giờ làm sao thì
môi trường bên ngoài là thầy Quân cả khái quát tốt phết, nó có ba cái tam bảo mọi người nhớ không? Thầy hiền trí này, tủ sách tinh hoa và nhóm bạn tốt, đúng không? Thế thì bây giờ ta tác động vào ba nhóm đó. Thầy hiền trí thì ví dụ gì nó cũng tới lớp rồi, thế là có lẽ là bố mẹ nên chủ động ha. Thực ra bố mẹ nào cũng yêu thương con đó, nhưng mà mình nghĩ là yêu thương nó phải có trí tuệ cơ, chứ còn yêu sai lầm thì thật hại con thôi, đúng không? Ví dụ như chẳng hạn cô Vân có nói về cái chuyện bao bọc quá này, hoặc là không cho con cái quyền nó mắc sai lầm, con nó được quyền mắc sai lầm và nó học từ cái sai lầm đó. Mình cũng thấy trong nhiều gia đình thật sự cái đứa trẻ nó thấy tội nghiệp cực, nó đi học về mà nó chỉ hôm nào có điểm gì đó 6 điểm thôi là thôi là xong rồi đó, rất là mệt mỏi với nó luôn. Tại sao như vậy? Nó được quyền mắc sai lầm để nó cố gắng. Nên là các bố mẹ người Do Thái bảo luôn, tức là những bố mẹ mà 100 điểm là thua những bố mẹ 80 điểm. Bố mẹ hoàn hảo quá là thành gây sức ép cho con. Bố mẹ vừa thôi thì con có cơ hội tiến bộ lên. Đã thế thì bố mẹ có thể tác động vào thầy hiền trí nhà, đi tới tâm sự với các thầy cô ở trường, đúng không? Cứ nói thẳng luôn, bảo là kiểu quan điểm của tôi về con cái như này, dạy con như này, thì cứ trao đổi thẳng thắn. Và đôi khi mình cũng nên có cái tác tích, tức là vì mình cũng hiểu là các thầy cô đặc biệt là từ mầm non cấp 1 đúng không, thu nhập rất là thấp, thôi chúng ta thương con chúng ta sẵn sàng chi tiền hỗ trợ các thầy cô, các thầy cô chú ý hơn tới các con mình. Mình nghĩ là cũng nên như thế, chả làm sao, đừng có nói cho đứa trẻ biết thôi, sao đâu, đúng không? Đấy, thì để mình lồng ghép những câu chuyện nó vô để thầy cô cũng cùng dạy mình này. Rồi nếu mà trong gia đình ông bà như nào mình cũng phải nói, vì nếu mà mình dù mình dạy đứa con kỷ luật rồi mà ông bà lại chiều thì lại thành hỏng hết, thì mình cũng phải nói hết tất cả. Nhà nào mà có thuê giúp việc thì cũng có nguyên tắc đó, để chúng ta consistent, chúng ta có một cái môi trường ok. Rồi theo mà tủ sách cũng thế, đúng không? Câu chuyện này để rất là nhiều. Ở nhà của em cũng vậy, sách rất lớn trong phòng ngủ, là ngay lập tức nó ngủ dậy là thì với tay nó sách nó đọc được luôn. Là ở ngoài phòng khách cũng có sách để ở cái kệ sách là đọc, cái tủ sách của bố mẹ được đặt hết. Trải thì mình cũng là luôn thế, còn nó bạn tốt thế. Thì bây giờ ta đi chọn những cái gia đình này, ví dụ như nếu mà chúng ta đồng nghiệp với nhau này, ở nhà làm tài chính hết, chúng ta lâu lâu ta đi dã ngoại ta nói về câu chuyện tài chính với nhau, các đứa trẻ nó cũng biết cái tự nhiên này làm như vậy ta có được cảm giác mình đồng tốt. Đúng không? Chị sợ là nếu mà mình, tại vì thực ra ấy nó cũng giống như IQ ấy, mỗi đứa trẻ, mỗi một cá nhân thì có một cái EQ về tài chính nó khác nhau. Giống như hai đứa nhà em, rõ ràng một đứa là EQ cao, một đứa EQ là khác, đúng không? Và cái FQ là cái gọi là cái chỉ số về thông minh về tài chính ấy, thì mỗi người sẽ có rất là khác nhau, thì nó sẽ liên quan đến câu chuyện mình học như thế nào. Có những đứa trẻ chị thấy là thực sự nó không cần phải học nhiều đâu, tự nó đã có một cái bản năng nó rất là giỏi rồi. Con bé như chị là một cái điển hình mà chị cũng nghĩ là thật ra cũng không phải vì mẹ dạy, chị cũng dạy ít lắm, chị cũng không phải là quá dạy đâu, nhưng mà chị có cảm giác như nó rất là có ý thức về cái việc đấy. Mà chị nghĩ là cũng chắc là hơi gen, vì anh nhà chị cũng làm về tài chính. Tại vì chị đoán là như thế, nhưng tại vì thực ra thì chị cũng không dạy trẻ dạy con của chị nhiều, nhưng mà ví dụ bây giờ chị thấy là nó rất là cân nhắc khi mà nó tiêu cái gì, nhất là tiền mừng tuổi của nó. Mà chị cũng rất là open với nó là con thích mua cái này cái gì mẹ sẽ chỉ cho con từng này tiền thôi, còn nếu con thích thì con có thể lấy tiền mừng tuổi của con để con mua, mẹ không phản đối vì đấy là tiền của con, mẹ chỉ giữ hộ con tiền mừng tuổi thôi. Nhà chị là con có cái tài khoản tiết kiệm mà mẹ đứng tên, nhưng mà con vẫn có một cái thẻ rất là xinh. Thế là tự nhiên chị thấy nó cân nhắc hẳn, nó cân nhắc lắm, nó tiêu cái gì là nó cũng phải suy nghĩ, hay mua cái gì thì nó cũng rất là suy nghĩ là có nên mua hay không, hay là ví dụ như là nó chia tiền của nó ra cũng giống như là em nói về mấy chiếc lọ ấy. Nhưng mà đối với trẻ con thì nó đang đơn giản, nó chỉ có 3 họ lọ thôi. Lọ 1 là lọ chi tiêu, lọ 2 lọ tiết kiệm, lọ 3 là lọ chia sẻ, 3 cái SOS ấy. Thế nhưng mà chị thấy là nó cũng biết trích ra một phần để mua cho bố mẹ hay là mua cho ông bà thì nó để riêng ra. Và nó bảo với mẹ, có hôm trước nó vừa nói chị là hôm nay con sẽ trả tiền trả sữa cho mẹ.
các chị bảo con thấy đâu tiền mà trả mẹ, bảo mẹ yên tâm đây là cái số tiền mà con có mẹ trích riêng rồi, đấy là tiền riêng. Thì chị nghĩ là cái đấy nó cũng một phần là do mình tạo cho con một cái môi trường, nhưng mà cái quan trọng là mỗi người cũng có một cái EQ khác nhau đấy. Tuy nhiên em thì quan điểm của em khác, em nghĩ là riêng vấn đề về tài chính ấy, bất kể con trong gia đình nào chúng ta làm ở bất kỳ lĩnh vực nào, tài chính là một vấn đề giống như mạch máu của con người, chứ mình không cần phải phân biệt là do những người này làm trong ngành tài chính, đứa trẻ lĩnh vực khác đều rất là cần, đều rất là cần người ta này hết. Đó là vấn đề chung mà điều em là nếu mà hỏi về cá nhân ấy thì là thực ra mình ngày xưa mình hồi bé mình có một cái giải, đó là giải học sinh nhà nghèo vượt khó. Thế thì mới gần đây hay nói chuyện bạn bè là cái giải đấy bây giờ nó còn thua cái giải là học sinh nhà giàu vượt dễ. Vượt sướng. Bởi vì cái giải nhà học sinh nhà giàu vượt sướng bây giờ nó rất là khó để cho các cháu nó qua được. Cái vượt khó đó là gần như nó là bản năng, bắt buộc. Không bắt buộc phải như vậy. Mình nhớ hồi nhỏ là mình đi bộ từ nhà đi đến trường, chắc là cũng phải trải qua bao nhiêu các, nếu mà có nhiều tiền như bây giờ thì chắc phải trải qua biết bao nhiêu các cái hấp lực giữa đường, ví dụ như kẹo bánh. Thế hồi đấy có kẹo bánh có chứ, nhưng mà làm gì có tiền đâu, rồi đấy làm gì có tiền đâu mà. Chứ là không có cơ không có lựa chọn, không có cái lựa chọn đấy, chỉ người thôi, đứng đấy người thôi. Thế nên là cái giải bây giờ là giải mà dành cho các cháu là giải học sinh nhà giàu vượt dễ. Thì ý là muốn nói là cái câu chuyện là bởi vì nó dễ quá nên là thành ra là cái phương pháp cái cần sự đồng hành ấy, nó phải càng phải lớn hơn nữa, nó phải lớn hơn nữa luôn. Vì cái câu chuyện rằng là làm thế nào để không hẳn là kiểm soát, vì nếu mà chúng ta biết thừa rồi, nếu mà kiểm soát thì buông tay thì con nhà mình không đi được. Tương tự như một bài toán đó, ví dụ như là các anh chị có con thì các anh chị, nếu mà Tuấn Anh hỏi mời các anh chị nhớ lại cái lần đầu tiên các anh chị dám để cho con anh chị đi tự đi qua đường ấy, các anh chị sẽ nhớ nhất. Cái cảm giác đó chỉ có những người bố mẹ thì mới thấy được thôi. Chúng ta có thể dắt được sang đường không? Có. Chúng ta có thể dắt con được chúng ta sang đường mãi mãi không? Xin lỗi, không. Chúng ta dắt được sang đường một lần chứ. Chúng ta dắt được sang đường nghìn lần, con yêu cầu chúng ta vẫn dắt được sang đường, nhưng mà đến lần nào đó chúng ta không còn dắt được nó sang đường nữa. Vậy thì cái tâm thế của đứa trẻ con lúc đó như thế nào, tâm thế của bố mẹ lúc đó như thế nào, mình có sẵn sàng buông tay không? Cái cảm giác đó chỉ có phụ huynh mới có được. Thì chẳng qua là bây giờ cái skill phụ, cái kỹ năng sang đường đó là đứa trẻ con mình xây dựng như thế nào, và bản thân nó cũng có một niềm tin ở trong nó, thì cái đó thực sự là nó là cả vấn đề ở trong thời hiện tại, thời hiện đại như bây giờ, đúng là nó là cả. Chị vẫn thấy cái quan trọng nhất, cái yếu tố then chốt để một đứa trẻ mà nó hình thành được đấy là cái nhận thức của bố mẹ. Tức là bố mẹ mà thực sự thấy được tầm quan trọng của cái câu chuyện dạy trẻ từ bé về tài chính ấy, thì bố mẹ sẽ có rất nhiều cách, rất nhiều con đường. Nó không có một cái nhà nào giống nhà nào cả, và cũng không có một cái đứa trẻ nào giống đứa trẻ nào cả. Nhưng nếu bố mẹ mà nhận thức được điều đó rồi ấy, thì thực sự là chị thấy thường các gia đình như vậy thì con thường có cái nhận thức rất là sớm, và cái điều đấy nó tốt cho con trong tương lai. Vâng, cái điểm này thì em đồng ý với cô Vân. Tức là nó phải xuất phát từ giống như chánh kiến ấy, người ta phải có từ cái nhìn thấy đúng rồi thì nó mới nhận đến hành vi được. Tại vì cái nhận thức quan trọng lắm, kể cả đối với bản thân bố mẹ nữa, và đối với bản thân cái việc mà dạy con nữa. Nhân cái câu chuyện về chánh kiến với nhận thức ấy, thì em cũng có một cái câu chuyện thực của nhà em chia sẻ cho mọi người ngồi đây cũng như là quý độc giả. Đó là cái năm đầu tiên mà em bé lớn như em vào lớp 1 thì mình cũng không, lúc đấy cũng không có giáo dục tài chính hay là gì cho con nhiều. Thế nhưng mà thấy một thời gian về thì cũng có tâm sự, cũng có hỏi han chuyện trên lớp của con, thì con lại kể chuyện là con không được chơi với cái nhóm bạn này do một bạn đứng đầu cái nhóm đấy, bạn ấy tẩy chay, bảo các bạn là đừng chơi với mình nữa. Thế mình mới hỏi là thế lý do vì sao mà các bạn ấy lại không chơi với con? Thì con em trả lời là các bạn ấy nói là nhà mình nghèo, còn nhà các bạn ấy giàu, cho nên là không chơi được với nhau.
Xong như bình thường thì mình, nếu như mà các bậc phụ huynh bình thường thì cũng có thể là lúc ấy là sẽ rất là căng thẳng vì động đến cái khái niệm giàu nghèo, thì nó gần như là nó chạm đến một cái gì đấy tự ái ở trong mỗi con người ấy. Nhưng mà lúc đấy thì thôi thì mình cũng nghĩ chắc là mình nghèo, thì mình đồng ý với cái quan điểm là các bạn đánh giá. Thì mình mới hỏi là thế cái tiêu chí nào mà các bạn lại đánh giá con là nghèo còn các bạn là giàu? Thì con của em có trả lời là nhà các bạn thì có ô tô, còn nhà mình thì không có ô tô, vì nhà em thì cách trường của con chắc là đâu đó là chắc phải đến một cây nhỉ anh nhỉ, từ đây ra trường Trưng Vương, từ Hai Bà Trưng ra trường Trưng Vương thì chắc là cái tầm đấy, cho nên là con đi xe máy, bố đeo con bằng xe máy đi học, còn các bạn thì được đi ô tô. Xong rồi lại câu chuyện đấy chưa chấm dứt, mấy ngày sau lại em bé học mẫu giáo nhà em lại có cái câu chuyện như thế, là mẹ ơi nhà mình nghèo đúng không, và thế lý do vì sao mà con lại nói là nhà mình nghèo, vì các bạn ấy bảo các bạn ấy được đổi nhà nhiều lắm, còn nhà mình thì vẫn cứ ở nguyên ở đây chẳng thấy đổi đi đâu cả. Thế xong mới là hóa ra thế là đấy là cái tiêu chí như thế, tức là tiêu chí như thế mà các con có thể là áp đặt vào hay là mình đem ra so sánh với nhau. Thì lúc đấy thì mình cũng đồng ý thôi, bởi vì là cái bộ tiêu chí của mỗi người hay là cái tài chính cá nhân của mỗi người thì nó sẽ có một cái bộ tiêu chí riêng, mình cũng sẽ không can thiệp được vào là như thế là cái tư tưởng như thế của bạn ấy là đúng hay là con như thế này là chưa đúng, hay là bạn ấy là chưa đúng hay là mình đúng. Thì em nghĩ là mình cũng không nên bị mắc kẹt vào cái đấy. Mình nên tập trung vào một cái là mình đồng ý, mình có thể là lúc đấy mình cũng biết là sau đó mình sẽ hỏi về cái cảm xúc của con lúc đấy, là khi mà nếu cái em bé nhỏ ấy, thì em ấy cũng nói, nhưng đấy là cái câu chuyện chuyện nó bình thường thôi. Nhưng mà em bé lớn thì em có làm rất là kỹ, em hỏi bạn ấy là thế con cảm giác của con như thế nào khi mà các bạn ấy nói là nhà mình nghèo còn nhà các bạn ấy giàu, mà các bạn ấy lại được đi ô tô, của mình thì chỉ có đi xe máy thôi. Thì con em lúc đấy cũng chưa trả lời ngay được câu đấy, nhưng mà mình cũng chưa muốn đưa câu trả lời cho con, thì mình nghĩ là thôi thì con cứ, mẹ cũng chưa tìm được cái câu trả lời đâu, cho nên là con cứ nghĩ mấy hôm đi, xong rồi mấy hôm nữa mẹ con mình lại nói chuyện với nhau. Thì mấy hôm sau em lại quay lại cái vấn đề đấy để hỏi xem là thế cái cảm xúc của con như thế nào, cái cảm giác của con thế nào mà khi mà các bạn ý lại không đồng ý chơi với con. Thì con bé lớn như em đã có giải pháp là con có nhóm bạn mới rồi mẹ, tức là các bạn ấy không quan tâm con đi ô tô hay là đi xe máy, mà các bạn ấy chơi với con rất là vui, chơi là chỉ là chia sẻ với nhau về sách vở, về câu chuyện, rất chi là trẻ con của các bạn ấy, như là cùng nhau khám phá những cái như kiểu căn cứ bí mật nào đâu đó ở trong sân trường chẳng hạn. Thì rất là may lúc đấy em vui quá, vì là chưa kịp đưa ra giải pháp hay là chưa kịp hướng dẫn gì thì con mình đã có giải pháp rồi. Với lại mấy hôm sau thì lại thấy bạn ấy nói rằng là con nghĩ là giàu nghèo cũng chẳng phải do cái ô tô mà do cái thái độ mẹ. con thích thái độ gì. Thì lúc đấy mình thì em lại hỏi tiếp là cái thái độ như thế nào là giàu của con. Thì rất là may mình được học cái khóa coaching là mình rất là thích đọc câu hỏi. Thực ra cái chuyện đúng sai nó cũng khó nói. Đúng như Linh nói như thế thôi, cho nên là quay đi quay lại mình nghĩ là những cái biện pháp dạy con mà cái kiểu phương pháp này phương pháp kia nó vẫn chỉ là biểu hiện phần ngoạn thôi. Ta nên dạy con mình những cái thứ rất là cơ bản, basic từ gốc, nếu mình tư duy về nhân quả mình dạy nó những giá trị cơ bản giá trị mà như này em vừa nói, xây cái nỗ lực bên trong là tự dưng nó sẽ biết hát đi với những cái thứ đó. Với cả chị nghĩ là cái trường hợp của Linh ấy thì cũng rất là nhiều phụ huynh gặp. Điển hình đấy, nói về câu chuyện là nhà mình xấu lắm, không muốn mời các bạn đến nhà chơi. Hay là nhà mình không đẹp bằng xe nhà bạn. Thì thực ra những cái đấy chị nghĩ là cái quan trọng là mình phải xây dựng cho con ngay từ những cái nội lực ấy. Những cái mà để con nhận ra được cái giá trị gì là quan trọng trong cuộc sống này, hay là thực sự phải biết ơn. Và mình nhìn thấy được cái sự biết ơn đấy thì tự nhiên con mình nó không bao giờ có sự so sánh nữa đâu. Nó tự nhiên nó thấy là ví dụ như mình thấy nhà mình xấu hơn, mình có một cái mái nhà để che, mình cho con mình xem những cái đứa trẻ mồ côi ấy, hay là nó không có bố mẹ ấy. Tự nhiên nó sẽ thấy là mình như vậy đã là quá may mắn rồi. Và cái câu chuyện về tài chính nó chỉ là một phần thôi. Chứ còn chị nghĩ chúng nó sẽ so sánh nhiều lắm, trẻ con không tránh được đâu. Nhưng mà mình mà để cho con mình có bản lĩnh ấy, thì mình phải dần dần cho con những cái giá trị nội lực thì nó sẽ lâu bền hơn.
đó hay là cũng là những cái chia sẻ của các chuyên gia về nói về vừa về kiến thức hay là về những cái trải nghiệm thực tế khi mà dạy con của các chuyên gia. Vậy thì các anh chị cũng đã nghe các chuyên gia chia sẻ thì có câu hỏi thì muốn đặt cho các chuyên gia của tôi không? Xin mời các bạn, hoặc là các bạn có quan điểm gì thì cũng trao đổi lên đây để ta cùng trao đổi thêm. Anh Tuấn có rất nhiều kinh nghiệm dạy con tài chính, anh Tuấn có thể chia sẻ. Hôm qua được hôm qua, em xin hỏi mấy câu luôn. Nhiều quá, chỉ chờ để được hỏi. Bởi vì hôm nay biết mai với chị Vân ở đây thì cho em hỏi một câu này, tức là lúc nãy chị nói phần mà cái phần việc a thua của trẻ em thì em cũng rất là quan tâm việc này, tức là vấn đề của trẻ em mà đủ tuổi trong thời gian mà dưới cấp 3, cái vấn đề quan trọng nhất của họ đó là cái tâm lý bầy đàn, tức là cái tính a thua rất là cao. Thì trong trường hợp đấy, ví dụ như con em là đặc biệt con em là ở với thằng xấu với thằng xấu, mà ở thằng tốt thì thằng tốt thì rất mong muốn là chị có thể bày em một cách nào đó có thể phần này. Hai là câu hỏi của anh câu về trò chơi hợp lực ấy, em thấy rất là hay, nhưng mà em chưa biết nó triển khai nào thì anh có thể chia sẻ luôn là một cái trường hợp cụ thể luôn. Chơi game như nào, hợp lực như nào, bởi vì nếu như hợp lực như thế như em nói, em ngồi nãy giờ em ngồi tư duy, em chưa nghĩ ra cách nào để cho nó vui lên được ạ. Tức là thông thường thắng thua là có happy, chứ còn nếu như không thắng thua em chưa biết nào là happy được đó. Một cái câu hỏi nữa rằng là từ nãy giờ cả cái panel của mình nói nhiều về cái tiết kiệm, nhưng mà em nghĩ rằng cái phần mà để kiếm tiền rất là quan trọng, thì có thể các anh chị có thể chia sẻ thêm một chút, tư duy thêm một chút về để con kiếm tiền. Rồi, cảm ơn câu hỏi rất là hay, chắc là chị xin phép trả lời trước bởi vì là câu của chị trước. Thực ra cái câu chuyện mà Azure với cả câu chuyện mà bắt chước bầy đàn, cái tâm lý độ tuổi đấy nó là đương nhiên, mình không thể nào mà tránh được. Thay vì đấy thì chị nghĩ là mình cố gắng mình hướng cho con mình, và mình như lúc hôm nãy cũng vừa trao đổi là tạo cho con, dạy cho con dần những cái giá trị thực sự là quan trọng. Chị kể một cái ví dụ như này để thấy là mình cũng có thể thay đổi được đấy. Khi mà bọn chị dạy tài chính cho các bé ở trường AM ấy, các bé trường AM thì đa số là rất là thông minh và rất là giỏi này. Nói thật là các bạn ấy thông minh mà cũng có một số bạn khá là độc đáo nữa. Thế thì khi bọn chị dạy thì bọn chị thấy là các em mới chia sẻ là gì? Ví dụ như hiện nay ở cái học lớp học phổ thông cấp 2 và cấp 3, các bạn có hiện tượng là vay tiền lẫn nhau. Vay tiền của nhau để đi uống trà sữa. Và có thể vay tiền nhưng không bao giờ trả lại. Đấy là thực tế đấy. Các em có thể về hỏi con mình ấy là trong thực trạng phổ thông là như thế. Thì cái lớp các bạn đấy thì khi ngay sau khi có cái chuyện đấy xảy ra ấy, và khi các bạn cùng được học cái đấy, và chúng nó rất là dễ thôi, chúng nó chia sẻ với nhau những cái link liên quan đến câu chuyện về quản lý tài chính, hồi bọn chị dạy làm một cái seminar cho các cháu, thì ngay lập tức chúng nó học với nhau. Chúng nó học với nhau trong lớp của cái lớp AM đấy, nó học với nhau, nó thống nhất là từ giờ không có cái chuyện vay tiền nữa, là một, cả lớp mình đừng có gây khó xử cho nhau và đừng có bắt chước nhau là đi uống trà sữa. Một cái việc nó không phù hợp nếu như mà mình không có tiền, và cũng không nên kiểu như là đua đòi cùng nhau như thế nữa. Thế thì tự nhiên sau khoảng độ tầm 1-2 tháng sau ấy, thì các cháu nó lên nó bảo là cô ơi, bọn em bây giờ không còn cái chuyện nữa. Cả lớp đã họp với nhau, lớp trưởng đã họp và thông báo với cả lớp là như thế này như thế kia, và chúng ta không còn cái hiện tượng đấy nữa. Thế thì thực ra cái mà chị muốn nói ở đây là gì? Là trẻ em nó rất là dễ Azure, nhưng nó cũng rất dễ thay đổi. Nó cũng khi mà nó thấy đúng, khi mà mình phân tích được cho nó thì nó cũng rất dễ thay đổi. Thế thì có một cái nữa, có một cái bài học nữa, một cái nữa là nó rất hay bắt chước những cái đứa trẻ mà nó thành công này, những cái đứa trẻ mà nó nổi trội hơn một chút ấy, thì thường được các bạn Azure theo. Thế thì nếu như cô giáo mà tác động vào chính những cái đứa đấy trước ấy, thì những đứa khác nó cũng sẽ tự nhiên, nó cũng sẽ bắt chước theo. Thì ví dụ như ở lớp của con là chị, cái câu chuyện mà về không phải cái câu chuyện về nhạc, trẻ con nó nghe nhạc Hàn Quốc ấy, nó cũng là Azure với nhau ấy. Thì ở lớp cái này không phải là tài chính đâu, nhưng mà nó liên quan đến câu chuyện là Azure, thì cô giáo của nó cũng làm cái biện pháp như thế, có nghĩa là cũng nói là đây không thể là thần tượng của các em được, các em phải thấy là có những cái giá trị này giá trị kia mình phải theo đuổi thứ. Thế là tự nhiên chúng nó cũng vẫn nghe nhạc, vẫn thích, nhưng mà không còn thần tượng, mà không còn suốt ngày ngồi nghe trộm nhạc ở trên lớp nữa. Và chính cái bạn mà học giỏi ấy,
khi mà các bạn, chính mấy cái bạn học giỏi nhất lớp ấy mà cô giáo nói chuyện thì các bạn nhận thức ra điều đấy, thì tự nhiên các bạn ấy thấy là à, thần tượng của tôi là phải là những người là phát minh cái này, tạo đóng góp cho nhân loại, cho xã hội, chứ không phải là những người mà kiếm ra được nhiều tiền hay là có một cái gì đấy nó chỉ là theo trào lưu. Thì chị nghĩ là những cái câu chuyện Azure ấy nó cũng rất khó để nói là có một phương pháp gì riêng, nhưng mà mình cứ tác động dần dần, mình tác động chính con mình cũng như mình tác động chính ở cái môi trường của con ấy. Hay là ngay cả câu chuyện so sánh giàu nghèo, là các cái nhóm giàu nhóm nghèo ở trong trường chị, là con chị là nhiều cực kỳ luôn. Tức là cái lớp cũ của con chị, con về cũng nói là mẹ ơi, các bạn ấy chia thành các nhóm, con vẫn được chơi ở một cái số nhóm này, nhưng mà các bạn ấy chia ra thành là nhóm này là nhóm nhà đại gia hay là nhóm này kia ấy, nó có đấy, mà nhất là cái độ tuổi mà chung chung ấy. Thế nhưng mà sau đấy thì mình cũng phân tích cho con là cái giá trị của con là gì, các bạn chơi với con là vì cái nhà của con hay là vì bản thân con đấy, con đã làm được cái gì giúp đỡ bạn chưa, con có phải là một con người mà để các bạn cảm thấy thoải mái vui vẻ khi ở bên cạnh không. Thì cứ dần dần như thế, chị cũng tác động cái kiểu như thế, thì chị cũng cảm thấy là con mình nó cũng dù lúc đầu cũng Azure nhưng sau dần dần cũng có vẻ đúng hướng hơn tí. Thì chị không biết là có gì nó giấu không, nhưng mà lớp bây giờ thì con chị nó học ở lớp chuyên Anh của trường Ngôi Sao, thì cảm thấy là về suốt ngày nói là lớp con bây giờ rất đoàn kết, các bạn không bao giờ chia sẻ chia bè bè phái nữa, rồi rất là giúp đỡ nhau. Thì chị cũng nghĩ là cũng một phần là cô giáo, chị cũng rất là hay gọi điện cho cô giáo chủ nhiệm. Thì chị nghĩ cái đấy là mình cũng phải tác động từ từ, chứ mình không thể ép buộc và mình không bắt được đâu. Và nhất là cái độ tuổi mà teen age, nó là cái độ tuổi nó đang thay đổi cái tâm lý tính cách, nó không nghe bố mẹ nhưng mà nó lại rất nghe những cái người mà thần tượng một chút, anh nào học giỏi hay là chị nào mà học giỏi quá trên hay có một cái thành công nhỏ nhỏ gì nói nó nghe gì luôn, nhưng mình nó chưa chắc nó đã nghe. Thì cái đấy chị nghĩ cũng là một cái biện pháp để mình có thể giảm cái câu chuyện Azure những cái xấu. Chắc còn mời Tuấn Anh trả lời câu hỏi của em. Trò chơi thì nhiều trò chơi như thế mà, cái trò của Robert bây giờ đang khá nổi tiếng ấy, thì là nhưng mà chưa bằng tiếng Anh ấy, không biết bản tiếng Việt đã có chưa, và là cash flow ấy. Thì thực ra là nếu mà mọi người chơi, mọi người sẽ nhìn thấy rằng là cái việc mà thiết kế ra một cái game chơi đồng đội ấy, thì ra chỉ cần có người lớn tham dự một tí thôi. Thì khi mà ví dụ như là bình thường chơi mất bao nhiêu lâu đấy thì mới được thoát được khỏi cái rush rate như thế, hoặc là bao nhiêu lâu thì mới lên là một cái cấp độ tỷ phú là như vậy, thì mình có thêm đưa ra cho các con thêm một cái vài yêu cầu nữa, thì mình sẽ lập tức mình sẽ thay đổi cái logic của cái game này đi. Đấy nó không phải quá khó, nhưng mà cái nội hàm của cái câu chuyện đấy nó không chỉ dừng lại ở đấy. Nội hàm của câu chuyện đấy nó phải nhìn ở cái góc lớn hơn, là tất cả các game của trẻ con chơi nên xoay vần, nên khi mà mình cho trẻ con chơi game thì nên dẫn con về cái hướng hợp lực đấy. Bởi vì khi các con lớn, hoặc bản thân một em thôi, đấy rất là nhiều người trẻ đó, khi mà ra trường em sẽ thấy rằng là chúng ta không có câu chuyện competing đó. Ví dụ như là ở ngoài đường nhá, em thấy đâm xe xuống đấm nhau với cả cái ông đấy thì có giải quyết vấn đề gì đâu, em đấm khỏe hơn hay là em đấm yếu hơn, thì có khi thằng không biết đấm ấy có khi may hơn, không biết đấm có khi đỡ bị đấm lại, chứ còn nếu mà đấm nó có khi nó lại đấm cho thì cũng khổ hơn. Ý là ở trên cái giác độ rằng là cái thực tiễn so với game ấy, thì game nó cũng có một cái điểm rất là hay, gamification là một cái khái niệm rất là hay, tức là nó thúc đẩy chúng ta, nó tạo ra chúng ta nhiều động lực để chúng ta vươn lên. Nhưng mà vấn đề vươn đi đâu thì có hai loại game rất là rõ rệt. Một loại game là game đối kháng, hai loại là hơn thua. Một loại game là game mà chúng ta cùng nhau để chúng ta tạo ra những đỉnh cao mới. Thì cái làm thế nào để mà hướng con vào cái game kiểu như là hợp lực với nhau để tạo ra những đỉnh cao mới, thì nó mới là thực tiễn sau này các con vào đời, sau lớn lên vào đời thì nó như vậy. Mà nói đâu xa, game lớn nhất chúng ta chơi là game với vợ, với chồng. Không có khái niệm hợp lực đấy thì cái nền tảng, cái cốt tủy là gia đình cũng không được xây dựng. Chúng ta không thể là competing với vợ được. Quan đã rút ra kinh nghiệm rồi là không thể được. Thì anh thế thôi, anh giống Quan đó, không thể nào mà control vợ được, hoặc là vợ cũng không control mình được. Đấy, thì nó cũng không có khái niệm đấy. Mà trong vào đời chúng ta rất nhiều game là game liên quan đến
đến cái hợp lực. Thật ra cái nguyên lý mà để làm cho một cái game thú vị ấy, thì nó có rất nhiều yếu tố. Rất nhiều yếu tố. Chứ không chỉ có câu chuyện là hợp lực hay là câu chuyện là compete, mà nó còn khi mà bọn chị làm cái game này thì bọn chị mới thấy là nó nhiều yếu tố lắm. Nó phải có sự tương tác với nhau, nó phải tạo cái engage với nhau. Nói chung là nó rất là nhiều những yếu tố để một cái game trở nên thành công và để thu hút được người khác chơi. Chứ không hề đơn giản, mọi người nhìn cái game thì mình thấy nó rất là đơn giản. Nhân tiện thì cái game ấy thì còn một cái nữa, tức là ở trong gia đình thì cũng có một cái khái niệm nữa là có gọi là một cái hiệu nhỏ trong game, nó gọi là badging, tức là cái huy hiệu. Cái huy hiệu là một cái khái niệm rất là hay, mọi người có thể về nhà dùng cho con được. Bản thân anh cũng chia sẻ mọi người là ở nhà anh cũng làm cái chương trình đấy. Badging là dù sao thì hồi bé thì chúng ta có một khái niệm, hồi nhỏ chúng ta có khái niệm là phiếu bé ngoan. Nhưng mà phiếu bé ngoan tưởng chừng như là nó ngoan, nhưng mà thực ra lớn lên cái ông ngoan đấy thực ra là lại không giàu. Ví dụ như vậy. Nó chỉ là ví dụ không điển hình. Ý rằng là cái khái niệm badging, cái huy hiệu đấy sẽ giúp cho mọi người truyền đạt cho con những cái thứ dễ hiểu hơn. Ví dụ phụ huynh rất dễ dàng nói với con là sao con phải học giỏi tiếng Anh lên chứ, sao con học dốt tiếng Anh chứ, thì đứa trẻ con nó sẽ rất là khó hiểu cái khái niệm đó, không thể nào hiểu nổi. Thì khi mà ở giữa, ví dụ như là ở giữa kỳ, ví dụ hàng tuần, nếu mà con làm được 3 bài tập tiếng Anh hoặc là 5 bài tập tiếng Anh thì con được một cái huy hiệu là chiến sĩ giải bài tiếng Anh chẳng hạn, hoặc là chiến sĩ giải bài toán chẳng hạn, văn chẳng hạn gì đó, hoặc là chăm sóc ông bà, chăm sóc người già, chăm sóc được 5 người già thì được gọi là được huy hiệu đầu tiên là có huy hiệu chăm sóc người già. Sửa đồ cũ, đồ đạc trong nhà, nhà anh là có một cái huy hiệu là sửa đồ trong nhà. Mà cái huy hiệu đấy để mà lấy được thì nó phải qua được một tuần đầu tiên đấy, tuần phát hiện ra cái đồ gì hỏng, thế là nó đi salon xem là ở nhà có đồ gì hỏng mà phải được phát hiện được 5 cái thì nó mới được qua được cái giai đoạn số 1. Thế thành ra là kiểu rất săn lùng xem nhà mình có cái gì hỏng, lúc nào ra hỏi ba có cái gì hỏng. Ý là gamification là một cái khái niệm rất rất là hay, nhưng trong đó có một vài các cái ứng dụng của nó hoàn toàn không phải đợi đến game ra, mà vấn đề là do là chúng ta có trong nhà, chúng ta có thiết kế được cho con cái game đấy không, để nó thoát khỏi. Bởi vì chúng ta đừng đổ tội cho cái chuyện là iPad, iPhone, nó là những cái game rất là hay. Chúng ta chơi thử xem, chúng ta rút được ra không, chúng ta chơi thử xem rất hay. Nhưng mà mình sao mình không làm một cái thứ đấy ở trên cuộc sống để nó thấy rằng là cuộc sống cũng có cái hay hay đấy mà. Thì mình có một cái tương tự như thế. Cái nói chuyện về cái gamification ấy, thì thực ra chị cũng đang nghiên cứu một cái đề tài của chị Đại học Quốc gia là gamification in higher education, dùng gamification để dạy cho học sinh. Thì đúng như Tuấn Anh nói ấy, là ở đây nó không có khái niệm là thắng thua, nó không có khái niệm là điểm cao. Bởi vì nếu như chúng ta dùng tất cả gọi là một cuộc thi leo cây cho rùa, cho cá, cho thứ lên đều đấy thì chắc chắn là sẽ có một số bạn là được điểm thấp. Thế thì cái này nó hay ở cái chỗ là nó sẽ tạo ra những cái huy hiệu, tạo ra những cái loại giải thưởng khác nhau. Mỗi người có thể đều có một cái vị trí rất cao ở một cái lĩnh vực gì đấy, trong cả một cái khóa học hay là trong một cái trò chơi gì đấy, thì cái đấy nó rất là hay, nó cũng khuyến khích cái không phải là đối kháng hay là tôi phải là được giành cái nhất hay tôi giành cái nhì, mà nó là những cái danh hiệu tùy theo cái khả năng của anh, nó khuyến khích. Cái này nước ngoài họ làm rất là tốt cho trẻ, nó khuyến khích tất cả những cái kỹ năng của các con trong một lĩnh vực nào đấy, chứ không nhất thiết là con cứ phải thi điểm 100 điểm thì mới là điểm cao. Cái này cũng rất là hay khi mà áp dụng ở nhà. Còn một câu hỏi cuối cùng của anh Tuấn là trẻ em cũng nên được học về đầu tư, vậy sẽ đầu tư như thế nào? Câu này chắc là hỏi anh Quang và chị Linh. Hai chị và hôm qua thì mình có một cơ hội rất là vui là được tiếp xúc với các bạn trẻ, tức là các bạn nhỏ là con em của các đồng nghiệp của mình. Thì trong câu chuyện nói chuyện về tài chính thì cũng có một cái chủ đề là làm thế nào để các con kiếm được tiền. Thì các bạn cũng rất là hăng say chia sẻ là nào là làm việc nhà rồi giúp đỡ bố mẹ rồi tiết kiệm tiền mừng tuổi, rất nhiều những cái thứ khác mà trong phạm vi khả năng của các bạn cũng có thể có. Thế nhưng mà nếu như đối với trẻ em ấy thì ngoài mình
cái theo cái quan điểm của em ấy thì là ngoài là mình gieo cho các bạn là những cái câu chuyện là về đầu tư và con phải đầu tư thế này hay là con phải như thế này như kia, tức là mình cung cấp về cái mặt công cụ, về cái mặt lý thuyết thì đấy cũng là rất là hay rồi, bởi vì là mình đã vẽ được một cái con đường ấy. Nhưng mà cái việc là lựa chọn cái con đường đấy như thế nào hay là đi như thế nào thì nó sẽ tùy thuộc vào con của mình, cái việc lựa chọn đấy. Thì nếu như mà khi mà nói chuyện với các bạn trẻ về cái vấn đề này thì sau khi mà các bạn là mình lắng nghe các bạn là chia sẻ về các cách đấy thì mình cũng sẽ có một cái chia sẻ cũng mang tính là định hướng các bạn, hay là cũng có một chút ở đây một chút về cái định hướng là ở cái lứa tuổi của các em thiếu nhi ấy, là những cái người trẻ ấy, thì ngoài cái việc là mình tạo ra tiền bằng cái cách là bằng những cái hành động cụ thể và tạo ra cái đồng tiền nó mang tính là physical, tức là nhìn thấy cầm nắm được, thì có một cái khái niệm cũng rất là cần phải quan trọng và mình phải để ý đến, đấy là cái human capital. Bởi vì là các em là đang trong cái lứa tuổi mà mình cái sức học ấy nó vượt bực và vượt trội vô cùng, thì tại cái thời gian này thì các em có cơ hội được học, có cái cơ hội để được tìm hiểu, thì mình phải nên chú trọng vào cái việc đấy. Thì nó sẽ tránh cho cái câu hỏi là tại sao các em tuổi teen ấy thường thường hay là hay đi học thì các em lại cảm thấy rằng là không hiểu mình đi học để làm gì. Là em cũng có mấy bạn là cháu là cũng ở trong cái lứa tuổi teen, là các em cảm thấy rất là áp lực ở trong cái việc học, bởi vì cứ bố bắt học rồi ông bắt học rồi mẹ bắt học để bảo cứ học đi, nhưng mà cuối cùng là thích học để làm gì thì mình chưa giải quyết cái vấn đề đấy nó thấu triệt và triệt để cho con trẻ, thì nó lại nghe rằng là như thế là ổ bắt cho nên phải học, mẹ bảo học như thế là tốt cho nên là mình phải học. Nhưng mà thực ra là không phải, học để nâng cao cái năng lực của bản thân. Và ngày hôm qua thì ôi em bất ngờ lắm, bởi vì có một cái em nhỏ ở trong lớp thì em ấy cũng nói luôn là cái bài tập đấy là cái bài tập nhóm về phân biệt giữa chi tiêu và chi tiêu, tức là chi tiêu có kế hoạch và không có kế hoạch. Thì trong đây có một cái khoản tiền là chi tiêu cho học tập thì em ấy xếp vào là chi tiêu có kế hoạch. Và khi mà em ấy giải thích lý do vì sao ấy thì lại thấy em ấy cũng có nói đấy là mình học để mình nâng cái năng lực bản thân của mình lên để sau này mình kiếm được nhiều tiền. Đó. Thì lúc đấy thì em mới chợt nhận ra là ôi trẻ con, tức là nó có cái sức nhận thức ấy và có những cái khám phá mà nó còn tuyệt vời hơn cả người lớn của mình. Mình có những cái đóng đinh ở trong đầu mình không thể nào mà mình thay đổi được. Mình chưa từng nghĩ rằng là ở cái lứa tuổi 12 em có thể nói ra được cái câu như thế. Thế nhưng mà thực tế ra là em ấy cũng đã phát biểu và em ấy nói được cái câu như thế. Cho nên là nếu như mà mình giúp con nâng cao cái human capital, cái tri thức rồi cái chính kiến về bản thân ấy, thì em nghĩ là đấy là cái cách mà mình nên giúp và mình nên có những cái định hướng cho con ở trong những cái lứa tuổi này. Còn cái việc mà mình giúp đỡ bố mẹ rồi mình tạo ra tiền bằng những cái thu nhập mà tạo ra tiền như thế thì cũng là một trong những cái hoạt động, nhưng mà mình nên ưu tiên giáo dục các con và để cho các con tìm hiểu về thế nào gọi là human capital, cái năng lực bản thân của mình và cái việc học nó có ý nghĩa là gì. Mình nghĩ là nên tập trung vào cái việc đấy hơn. Dạ. Bổ sung thêm ý của Linh nhé, ý của Linh là hoàn toàn đồng ý đó, rất hay. Vì anh cũng rất thích cái khái niệm human capital này. Nhưng mà trả lời thêm câu hỏi của Tuấn ấy, thì anh nghĩ là với một cái đứa trẻ thì mình thay vì mình tư duy cho nó là bây giờ ông làm sao có nhiều cách để kiếm tiền, ra tiền đúng không? Thế thì thật ra cái đó sau này hoàn toàn có rất nhiều sát chỉ mà đọc ở đâu không có hết á. Nhưng mà có những cái mà mình muốn giúp con nó có cái định hướng sâu xa hơn để có nó cái động lực đúng cơ. Tức là thay vì mình chỉ con là ok bây giờ nhiều cách nào kiếm tiền thì ta hãy dạy cái cách gì để con nó tìm thấy hạnh phúc vậy đó, đúng không ạ? Thế thì trong quá trình mà nó lấy cái kim chỉ nam là hạnh phúc là cái mục tiêu tối thượng ấy, thì tự dưng nó sẽ hiểu về tiền khác hẳn luôn, đúng không? Thì nó sẽ hiểu về tiền. Gần đây nhất mình đọc được một cái cuốn tài liệu nó định nghĩa về tiền cực kỳ hay luôn. Tức là tiền là gì? Nó là cái thước đo của cái giá trị mà mình serving được người khác. Đó là một định nghĩa tuyệt vời luôn, mà chính là Tony Robbins, một guru mà mình rất là ngưỡng mộ trong cái ngành về coaching mà mình đang theo đuổi. Đấy thì nếu mà nó tư duy tiền là một cái thước đo mình serving nhiều người, đúng không? Tại sao mà ông Tony Robbins ông kiếm được rất nhiều tiền? Vì ra cái nghề của ông giúp được bản thân ông và ông ảnh hưởng đến hơn 10 triệu người trên thế giới này. Thì tài sản nó tương ứng như thế. Đã. Thì tự dưng nếu mà nhìn dưới góc độ như vậy thì tự dưng là cái cách tốt nhất để kiếm tiền là con nghĩ thật là nhiều cách sáng tạo để con giúp được càng nhiều người càng tốt. Như vậy là mình biến được từ cái tam giác đỏ tham sân si làm sao để tìm mọi cách có tiền thành là hãy đi giúp thật là nhiều người đi, hãy tạo ra giá trị thật là nhiều.
Thế thì mình tin rằng là cái đứa trẻ mà đã tập trung vào cái điều đó thì nó vừa có hạnh phúc mà lại vừa có tiền. Hơn là lúc nào nó cũng struggle, nó nghĩ làm sao để nó có tiền. Cái suy nghĩ của mình. Quan điểm của chị thì nó hơi tùy từng độ tuổi. Tức là ở những cái độ tuổi nhất định thì mình phải dạy cho con những cái rất là khác nhau về cái câu chuyện kiếm tiền. Bởi vì nếu mà mình nói về câu chuyện kiếm tiền thì nó cũng bắt đầu, hay là đầu tư, nó bắt đầu ở một cái level, nó bắt đầu cao hơn một chút rồi. Cho nên là mình phải, thứ nhất là phải cũng phải tùy từng độ tuổi, và mình sẽ có những cái cách gọi là dạy nó hơi khác nhau một chút. Nhưng mà theo chị ấy thì cái mà mình đúng như Quang có nói ấy, là cái giá trị của một con người ấy, như kiểu Bill Gates hay là Mark, nó rất là khác những người, những ca sĩ có rất nhiều tiền, đúng không? Thì với bản thân chị thì chị luôn luôn nghĩ rằng là cái giá trị của một con người cao nhất là họ đóng góp được gì cho xã hội, đóng góp được gì cho người khác, chứ không phải là cái giá trị là người ta kiếm được bao nhiêu tiền. Bởi vì trên thực tế, ngay cả ở phương Tây cũng thế, những người mà rất là giàu có nhá, thì ví dụ mình khoe là à, nhà tôi giàu này, nhà tôi thế nào thế kia, thì người ta chỉ nói một câu là ok, good for you, đúng không? Tốt cho mày thôi. Thế nhưng mà cái câu chuyện là mình thực sự được ngưỡng mộ, được tôn trọng hay không ấy, là cái câu chuyện là cái người đấy, một người mà được ngưỡng mộ, được tôn trọng, được kính trọng ấy, là thường người ta xem người ta đóng góp như nào cho xã hội nhiều hơn là chỉ cho cái câu chuyện là cho bản thân người ta hay cho gia đình người ta. Cái đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là đúng như em nói là cái human capital rất quan trọng. Nó thể hiện cái giá trị của bản thân mình. Và để mà kiếm được tiền thì thực sự chị nghĩ là có hai cái rất quan trọng. Cái quan trọng thứ nhất là mình phải biết giải quyết vấn đề của người khác. Người khác có vấn đề gì mà mình giải quyết được thì chắc chắn là mình sẽ kiếm được tiền. Cái thứ hai nữa là cái giá trị mình mang lại cho người ta. Mình tạo ra cái giá trị gì cho người ta. Thì khi mà mình mang lại giá trị cho người ta, người khác, thì chắc chắn là mình sẽ kiếm được tiền. Thì nếu mà mình có dạy con mình thì mình cũng sẽ phải hướng đến cái mục tiêu đấy, chứ không phải là bằng mọi cách để có tiền. Thì những cái bài học đấy chị nghĩ nó cũng là những cái bài học về phát triển bản thân, nó lồng ghép vào trong cái câu chuyện là tạo ra thu nhập như thế nào hay là đầu tư ra sao. Và cái đấy nó mới bền vững và nó mới thực sự tạo ra một con người tốt. Theo chị là như thế. Em bổ sung thêm một chút nữa là nãy nói chưa hết ý này, chúng tôi là như chị Vân nói là ở độ tuổi khác nhau, mình tìm cách mình communicate với con khác nhau. Thì em ví dụ em quan sát cái đứa trẻ nhà em thấy như này là nó tức là những cái cuốn sách mà mình đưa nó đọc tác động nó nhiều lắm. Em nhớ cái hồi nó học xong năm lớp 1 sang lớp nhà 1 cô giáo thì cảm ơn, thế là cô tặng cô món quà khá là bố mẹ tri ân cô giáo, thế là cô tặng cái bộ sách các nhà khoa học. Thế là nó về nó đọc say sưa cái bộ đó và sau đó là nó có luôn một mơ ước là nó sẽ làm nhà khoa học luôn. Kiểu đó là như vậy đó. Hoặc là cái đứa bé nhỏ hơn của nhà thì rất thích xem phim Cuộc đời Đức Phật. Thế là nó bảo là cũng thích Siddhartha nhất thế giới. Thế nên nó bị ảnh hưởng bởi những cái câu chuyện đó. Cho nên là mình sẽ chọn những cái nguồn tài liệu thật là tuyệt vời. Những con người mà những cái tấm gương họ đóng góp cho nhân loại, họ tạo ra rất nhiều giá trị. Tấm gương vượt khó về nghị lực. Thì đó là cái cách để mình dạy con, để nó tạo ra giá trị thôi. Thì em nghĩ là hướng đến hạnh phúc phải nên nhiều hơn. Còn lại thì em tin rằng là người mà có hạnh phúc thì sẽ biết cách kiếm tiền. Có điều chắc chắn luôn. Cái điều họ có muốn kiếm hay không mà. Thì chương trình của chúng ta cũng có hạn, thế nên là xin phép là các câu hỏi của các anh chị thì chương trình sẽ trả lời sau. Thì sau cái chương trình ngày hôm nay thì các chuyên gia của chúng ta đã đưa được cho chúng ta những cái bài học hay là những cách để có thể mình dạy con của mình, để cho các bậc phụ huynh có thể chia sẻ cho con để có được những cái kiến thức hay những cách để vững bước trên con đường sau này của các em bé, em nhỏ. Cảm ơn các chuyên gia đã tham gia chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn chị Vân. Cảm ơn quý nhà đầu tư đã theo dõi chương trình.